Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 119. Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh buốt vọng tới từ nơi sâu thẳm trên bầu trời, dám cả gan thách thức uy nghiêm của bổn tọa. Muốn chết? Trước mặt Diệp Bắc Minh tôi, ông cũng đòi có thứ gọi là uy nghiêm. Diệp Bắc Minh không chút khách sáo, biết điều thì để người phụ nữ của tôi thuận lợi độ kiếp, nếu không đây không chỉ là kiếp nạn của cô ấy mà còn là của ông nữa đấy. Lời này vừa vang, toàn trường như vỡ òa. Như vậy cũng quá ngạo nghễ rồi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, lôi kiếp cùng mây đen vần vũ lại cuộn dâng. Hai loại kiếm ý điên cuồng va chạm, lần lượt hóa thành một con lôi long cùng huyết long cắn xé lẫn nhau. Toàn bộ thương khung kiếm tông dung chuyển kịch liệt, sức mạnh vô tận tề tụ về phía bầu trời. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính hàng vạn mét. Tiếng rồng ngâm tranh đấu vang vọng bên tai không dứt. Sau một tiếng đồng hồ dài như cả một thế kỷ, một tiếng gầm kinh hãi vang lên, tòa tháp này là, sao có thể ở trong tay ngươi, a? À. Bùm! Vòng xoáy khổng lồ nổ tung, năng lượng mất kiểm soát tàn sát bừa bãi quét xuống, mọi người trên mặt đất đều bị chấn động phải lùi bước liên tục. Tiếp đó, vô số phù văn giáng xuống, giống như sao băng vụt qua dung hòa vào giữa hai đầu lông mày của Hạ Nhược Tuyết. Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết sáng lên, khí chất đột nhiên thay đổi. Giống như một tầng giấy cửa sổ bị chọc thủng, áp lực của cảnh giới đạo tôn mạnh bạo quét tới. Toàn bộ vết thương đều khôi phục. Đột phá rồi. Ánh mắt của người thuộc Luân Hồi Tông, Hỗn Độn Long Tộc, Đại Lâm Tự, gia tộc Tử Kim Hoa đều đổ dồn vào Hạ Nhược Tuyết, cảm nhận được hơi thở của cô đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới đạo tôn. Một bóng người từ trên trời đáp xuống, nguyên vẹn đứng trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Chồng ơi! Hạ Nhược Tuyết hưng phấn lao tới. Ôm Diệp Bắc Minh thật chặt. Tên nhãi ấy vậy mà bình an vô sự. Đây là loại quái vật gì vậy? Với thực lực của một nhập đạo nhỏ bé, lại có thể chống chọi với sự chèn ép từ cảnh giới đạo tôn. Có người đè giọng bàn tán, trên người thằng nhãi này nhất định là có bảo vật. Không nghe thấy tiếng gầm cuối cùng trước khi kiếm ý của thiên khung kiếm chủ biến mất, tòa tháp gì đó sao? Trong lòng mọi người giật thót. Ánh mắt toàn tính lóe lên, quét qua toàn thân Diệp Bắc Minh mấy lượt. Chúng ta đi. Một vị cao tăng của Đại Lâm Tự thấp giọng quát một tiếng, cảm thấy bầu không khí không ổn chút nào. Vừa định dẫn người rời đi. Đứng lại. Một bóng dáng xinh đẹp đã cấp tốc phi tới, tay nắm kiếm thương khung ngăn lại trước mặt đám người của Đại Lâm Tự. Gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Nhược Tuyết như phủ một tầng sương băng, sự việc còn chưa kết thúc mà các vị đại sư đã muốn rời đi rồi sao? Cao tăng của Đại Lâm Tự nhíu mày đáp, Hạ thí chủ có ý gì? Hạ Nhược Tuyết cười gằn, một đám người xuất ra vì muốn ngấp nghé bảo bối trên người chồng tôi, thế mà bắt tay với Luân Hồi Tông để tới đây dồn ép. Hôm nay, Hạ Nhược Tuyết tôi thứ nhất là vì chồng của mình, Diệp Bắc Minh. Thứ hai, tôi muốn có một lời giải thích cho toàn thể thương khung kiếm tông. Lão Hòa Thượng dẫn đầu khinh thường lắc đầu, Đại Lâm Tự không có lời giải thích nào. Một tia kiếm khí đánh vào không trung, giống như sao băng xẹt ngang qua bầu trời. Mang theo sóng không khí cuồn cuộn đè ép về phía đám người của Đại Lâm Tự. Hạ Nhược Tuyết, cô thật to gan, lại dám ra tay với người của Đại Lâm Tự. Lão Hòa Thượng nổi giận đùng đùng, dùng toàn lực chống lại đòn này. Bùm! Kiếm khí nổ tung. Lấy Lão Hòa Thượng làm trung tâm, mặt đất vỡ lìa lan rộng ra mọi hướng giống như một mạng nhện. Lão Hòa Thượng thì nhếch nhác quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt già nua đầy kinh hãi. Sao có thể, cô? Cái này, những người khác tựa hồ như nhìn thấy quỷ, trong lòng dậy sóng dữ dội, không thể tin được nhìn Hạ Nhược Tuyết. Tiền bối Liễu Trần là đạo tôn trung kỳ, Hạ Nhược Tuyết này chỉ vừa tiến vào cảnh giới đạo tôn mà thôi. Sau đạo tổ, lực áp chế của mỗi một cảnh giới nhỏ còn khủng khiếp hơn cả một cảnh giới lớn trước đó, cô ta vậy mà có thể làm bị thương tiền bối Liễu Trần. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hạ Nhược Tuyết một bước ép sát tới, kiếm thương khung trong tay chỉ thẳng vào đầu Liễu Trần. Không chút che giấu sát khí. Tiền bối, Đại Lâm Tự thực sự không có lời giải thích nào sao? Hạ Nhược Tuyết giống như một nữ đế đứng trên vạn vật. Lão Hòa Thượng Liễu Trần nuốt nước bọt, vội vàng đổi lời, A-di-đà Phật, Đại Lâm Tự sẵn sàng bồi thường cho Diệp Thí Chủ. Đây là 10 viên xá lợi xương Phật, là thứ mà một vị Phật đà cổ xưa của Đại Lâm Tự sau khi viên tịch để lại. Chồng ơi, nhận lấy. Hạ Nhược Tuyết không khách sáo nhận lấy. Ném toàn bộ cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thích thú vuốt cằm,
Trước nay vẫn luôn là mình tìm người khác đòi giải thích, hôm nay vậy mà có người bênh vực cho mình. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, ha 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 ha. Nhóc con, loại cảm giác được thiên vị này thế nào? Cũng không tệ, đã lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy, Diệp Bắc Minh gật đầu. Vừa thu được xá lợi xương Phật. Ánh mắt của Hạ Nhược Tuyết lại chuyển tới Hỗn Độn Long Tộc, Thái tử Điện Hạ, Hỗn Độn Long Tộc nói thế nào nhỉ? Một ông lão đầu rồng thân người quát, chỉ dựa vào một mình cô không giữ nổi chân chúng tôi, không lẽ Thương Khung Kiếm Tông thực sự muốn trở mặt thành địch với Hỗn Độn Long Tộc sao? Hạ Nhược Tuyết vừa muốn ra tay. Từ nơi sâu trong Thương Khung Kiếm Tông bất ngờ vọng tới một giọng nói già cỗi, thế nào? Vị lão nô này của Thái tử Điện Hạ có thể đại diện cho toàn bộ Hỗn Độn Long Tộc sao? Nếu thực sự muốn trở thành kẻ địch của Thương Khung Kiếm Tông ta thì lão phu đồng ý. Dư âm văng vẳng, khiến người ta phải run sợ. Đây là vô số võ giả trợn to hai mắt, sắc mặt nhất thời đỏ như tôm luộc, thiên tôn. Lập tức kinh hãi cúi gằm đầu xuống. Khoảnh khắc này, thần kinh của tất cả mọi người đều căng chặt như dây đàn. Có một loại cảm giác chóng mặt, đại não thiếu dưỡng khí. Cảnh giới thiên tôn, Diệp Bắc Minh cũng giật mình. Có một loại cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Ông lão vừa phát biểu của Hỗn Độn Long tộc lập tức phun ra một ngụm máu, quỳ phịch xuống đất. Cả người run rẩy không thôi. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Đây chính là cảnh giới thiên tôn sao? Ông lão kia của Hỗn Độn Long tộc thế nhưng là cảnh giới đạo tôn trung kỳ. Loại tồn tại này cũng bị đàn áp đến mức quỳ lại hộc máu, mà đối phương ngay cả mặt cũng chưa hề hộ ra. Quá kinh khủng. Tiền bối, chờ đã. Long Chiến Vũ lúc này mới lên tiếng. Vừa vươn tay liền ném một bình ngọc qua, trong này là nước thái nhất sinh của Hỗn Độn Long tộc tôi, đủ để xin lỗi anh Diệp đây rồi. Chồng ơi nhận lấy. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tiếp tục ném nước thái nhất sinh cho Diệp Bắc Minh. Áp lực đè nặng lên người ông lão của Hỗn Độn Long tộc đột nhiên mất đi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Người của Hỗn Độn Long tộc nhanh chóng tiến lên đỡ ông ta dậy rồi rời đi. Mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết lại chuyển. Nhắm thẳng đến nhóm người của Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông phản ứng rất nhanh, một ông lão vội ném ra một cái bình kim loại, bên trong có một bát dịch thiên kiếp, không chỉ có thể luyện chế vũ khí. Nghe nói còn có thể tôi luyện thân thể của võ giả, là thứ đồ mà luyện thể giả thời thượng cổ yêu thích nhất. Dịch thiên kiếp. Hạ Nhược Tuyết nhận lấy nhìn qua, khẽ cau mày, vô dụng, đổi cái khác đi. Nhược Tuyết. Nhưng hai mắt Diệp Bắc Minh lại sáng rực, anh muốn thứ này. Được. Hạ Nhược Tuyết cũng không nhiều lời, đem thiên kiếp dịch cho Diệp Bắc Minh. Một người đàn ông trung niên của gia tộc Tử Kim Hoa sầm mặt nói, cô Hạ, gia tộc Tử Kim Hoa chúng tôi không hề ra tay. Không ra tay thì không cần đưa gì à? Hạ Nhược Tuyết cười đầy thâm ý, hay là để lão tổ nhà tôi đích thân nói chuyện với ông? Cô, người đàn ông trung niên biến sắc, bực bội ném ra một chiếc nhẫn chứa vật, bên trong có 3 tỷ viên đá tinh thần. Tài lực của gia tộc Tử Kim Hoa hùng hậu. Quả nhiên rất hào phóng. Hạ Nhược Tuyết cười ngọt ngào, không tiếc lời khen ngợi. Ném nhẫn chứa vật cho Diệp Bắc Minh. Thấy vậy, những thế lực còn lại không còn cách nào khác đành phải ngậm đắng nuốt cay, giao nộp ra một lượng lớn đá tinh thần. Đợi tất cả rời đi xong, đá tinh thần trên tay Diệp Bắc Minh đã lên tới con số gần 20 tỷ viên. Đây là một con số thiên văn, những tông môn trung đẳng thông thường cũng không có được tài sản lớn như vậy. Nhược Tuyết. Dẫn cậu Diệp tới gặp chúng ta đi. Lời này vừa vang, toàn bộ Thương Khung Kiếm Tông đều an tĩnh lại. Trong mắt Hạ Nhược Tuyết xẹt qua một tia ngạc nhiên cùng mừng rỡ, chồng ơi tốt quá rồi. Lão tổ muốn gặp anh nhất định là có hứng thú muốn chiêu mộ anh gia nhập Thương Khung Kiếm Tông đấy, để em dẫn anh tới đó. Dứt lời liền nắm tay Diệp Bắc Minh đi về phía sau núi. Nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, hai mắt Lục Hách Tuyên đỏ ngầu. Một mặt là vì đố kỵ. Một mặt là do lòng tham, nếu toàn bộ số đá tinh thần đó đổi thành tài nguyên tu võ cho mình, ắt hẳn mình cũng có thể đột phá tới cảnh giới đạo tôn đi. Còn tốt nhất đừng trêu chọc tới Diệp Bắc Minh nữa. Lục Tả Xương nghiêm mặt cảnh cáo. Lục Hách Tuyên kinh hãi, đành nở nụ cười gượng gạo, cha, con chắc chắn sẽ không tìm hắn gây rắc rối nữa. Nhưng sự hận thù trong lòng lại càng bùng cháy mãnh liệt. Không gây phiền toái nữa. Làm sao có thể? Một lúc sau. Hạ Nhược Tuyết dẫn Diệp Bắc Minh đi vào nơi sâu phía sau núi, đến tận cùng một thung lũng. Trước mắt họ là 6 cánh cửa đồng cổ đứng sừng sững. Đệ tử Hạ Nhược Tuyết tham kiến 6 vị lão tổ.
Hạ Nhược Tuyết khuỵu một gối hành lễ. Ừm. Đằng sau một trong những cánh cửa đồng, một giọng nói già nua bỗng vang lên, Nhược Tuyết, con làm tốt lắm. Con lĩnh ngộ được mấy phần truyền thừa của Thương Khung kiếm chủ rồi. Hạ Nhược Tuyết đáp, 7-8 phần ạ. Sự im lặng chết chóc thoáng chốc bao trọn lấy không khí sau cánh cửa đồng. Giây tiếp theo liền vang lên mấy tiếng hô hưng phấn, 7-8 phần. Tốt, tốt lắm. Quá tốt rồi, không hổ là thể kiếm tâm. Nhược Tuyết, từ bây giờ con chính là đệ tử thân truyền của ta. Nếu con đột phá tới đạo tôn trung kỳ, chúng ta sẽ lập tức để con nắm giữ Thương Khung kiếm tông, ngồi lên chiếc ghế tông chủ. Hạ Nhược Tuyết cười đạm mạc, cảm ơn các vị lão tổ đã ưu ái. Được rồi, con lui xuống đi, chúng ta muốn nói riêng vài câu với cậu Diệp. Cái này, Hạ Nhược Tuyết khẽ cau mày, có chút lo lắng. Diệp Bắc Minh mỉm cười vỗ nhẹ tay cô, yên tâm, lão tổ sẽ không làm khó anh đâu. Được, em ở ngoài đợi anh, Hạ Nhược Tuyết nói xong liền xoay người rời đi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, cậu Diệp, nể mặt Nhược Tuyết lão phu sẽ không vòng vo nữa. Vừa rồi nể mặt Nhược Tuyết, chúng tôi đã đắc tội với không ít thế lực vì cậu, tin rằng cậu Diệp cũng sẽ không vô liêm sỉ đến mức mãi ỉ lại vào Thương Khung kiếm tông mà không rời đi chứ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh vẽ lên ý cười. Anh hiểu rồi. Đây chính là lệnh đuổi khách mà. Các vị tiền bối, tôi hiểu, tôi sẽ lập tức rời khỏi Thương Khung kiếm tông, cho dù Thương Khung kiếm tông yêu cầu anh ở lại anh cũng không nguyện ý. Chỉ cần biết Nhược Tuyết vẫn ổn là được. Được, cảm ơn cậu Diệp đã thông cảm, cậu có thể đi rồi. Diệp Bắc Minh dứt khoát đi ra khỏi thung lũng. Phía sau lại vọng tới một câu, cậu Diệp, đừng nói ra chuyện này là do chúng tôi yêu cầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yên tâm đi. Diệp Bắc Minh cười vui vẻ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút phẫn nộ, mẹ kiếp. Những lão già này giả vờ cái gì cơ chứ? Tài năng mà cậu thể hiện ra vẫn chưa đủ sao? Vậy mà dám đuổi cậu đi, tôi muốn thẳng tay tiêu diệt hết đám khốn kiếp này. Diệp Bắc Minh khẽ cười, tiểu tháp à, tôi không tức giận, ông bực tức như vậy làm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận nói, mẹ kiếp, tôi không cho phép cậu bị người khác coi thường. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không có ý định ở lại Thương Khung kiếm tông này. Cha mẹ tôi, Nhược Giai, Tôn Thiến, còn có Đông Phương Xá Nguyệt vẫn chưa tìm được. Hai vị sư tỷ còn đang ở Luân Hồi Tông, Thương Khung kiếm tông không giữ tôi lại càng tốt, tôi đỡ phải từ chối. Bất luận cậu nói thế nào, tôi vẫn rất tức giận, mấy lão già khốn kiếp kia dựa vào đâu. Thứ ngu xuẩn có mắt như mù. Diệp Bắc Minh phì cười, cũng không đáp lại. Chờ cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất. Một giọng nói khác vang lên từ bên trong cánh cửa đồng, thằng nhóc này là một thiên tài, cứ để nó đi như vậy không đáng tiếc sao? Hừ, đáng tiếc, thứ mà biển hỗn độn không thiếu nhất chính là thiên tài. Một cánh cửa đồng khác lại vang đến tiếng hừ nhẹ. Thằng nhóc này đắc tội với nhiều người như vậy, còn biết công thức luyện chế quy linh đan. Hắn còn nắm giữ trong tay dị hỏa, tùy tiện lựa một món cũng sẽ khiến hắn phải đối mặt với sự truy giết cùng trời cuối đất. Biển hỗn độn đã từng có bao nhiêu môn phái vượt qua cả Thương Khung kiếm tông. Cuối cùng không phải cũng đều diệt vong sao. Thương Khung kiếm tông ta sở dĩ có thể tiếp nối đến ngày hôm nay chính là vì không cần loại người chuyên gây rối như vậy. Quy linh đan, chúng ta không quan tâm. Phần thiên chi diễm, chúng ta cũng không cần. Chúng ta chỉ cần giữ vững tông môn liền có thể vạn năm không diệt. Cũng đúng. Thằng nhóc này không sống được bao lâu nữa đâu, vẫn nên suy nghĩ cách xoa dịu Nhược Tuyết thế nào đi. Không cần an ủi, đợi Nhược Tuyết tiến vào cảnh giới đạo tôn trung kỳ sẽ ý thức được rằng, đàn ông cũng chỉ là hòn đá cản trở trên con đường tu đạo mà thôi. Thung lũng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Diệp Bắc Minh vừa mới đi ra khỏi thung lũng. Hạ Nhược Tuyết đã nhảy tới giống như thỏ con, chồng ơi, lão tổ nói với anh cái gì vậy? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, không có gì, chỉ hỏi một vài vấn đề thôi. Đúng rồi Nhược Tuyết, anh phải rời đi rồi. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết thoát cái đỏ hồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sống chết túm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh. Bởi vì kích động mà móng tay cũng bấu chặt tới trắng bệch. Chồng ơi, tại sao phải rời đi? Anh cứ ở lại Thương Khung kiếm tông không tốt sao? Em biết rồi, nhất định là mấy vị lão tổ kia đuổi anh đi có đúng không? Không sao, để em đi cầu xin họ. Dứt lời liền hướng về phía thung lũng. Diệp Bắc Minh một phát kéo cô lại, Nhược Tuyết, không phải bọn họ đâu, là tự anh muốn rời đi.
Tự mình muốn đi. Hạ Nhược Tuyết hai mắt đỏ hoe, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, tại sao? Chúng ta đã xa cách cả trăm năm, chỉ vừa mới gặp lại thôi mà. Tại sao lại phải rời đi? Chồng à, đừng đi có được không, em không nỡ rời xa anh. Vừa nói vừa bổ nhào vào vòng tay Diệp Bắc Minh. Hai tay siết chặt lấy vòng eo anh. Không chịu buông tay. Diệp Bắc Minh vỗ vỗ vai cô, anh cũng không muốn rời xa em, nhưng em có nghĩ đến mọi người không? Anh mất tích trăm năm, cha mẹ vì lo lắng cho an nguy của anh mà thẳng tiến tới biển hỗn độn tìm kiếm tung tích của anh. Còn có Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt bọn họ cũng đến tìm anh, nếu anh ở lại Thương Khung Kiếm Tông, bọn họ phải làm thế nào? Nhưng, Hạ Nhược Tuyết trần trừ cắn đôi môi đỏ mọng, cô muốn ích kỷ giữ lại Diệp Bắc Minh. Nhưng em, lời nói tới bên môi nhưng nửa ngày vẫn không thốt ra nổi suy nghĩ ích kỷ kia. Chồng ơi, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực nâng cao cảnh giới. Đợi em đột phá tới cảnh giới thiên tôn, sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Em muốn sinh thật nhiều con cho anh. Hỗn độn Nam Hải, tại nơi sâu thẳm của một đại lục cổ xưa. Đế nữ các, thần nữ thần hy khỏa thân quỳ giữa đại điện. Bốn bề xung quanh đều là đệ tử của đế nữ các, ánh mắt mỗi người đều rét lạnh như dao. Bốp, một roi quất mạnh xuống bờ vai thon thả của thần hy, làn da trắng nõn lập tức hằn lên vệt máu. Thân là thần nữ vậy mà bị một tên đàn ông nhìn thấy hết thân thể. Con vứt lời răn dạy của tổ tiên đế nữ các cho chó ăn rồi sao? Con nên chết dưới ngọn lửa phần thiên chi diễm, đỡ phải làm hoen ố danh tiếng trong sạch của mình. Con vậy mà còn dám khoác lên quần áo của tên đàn ông khốn kiếp kia. Đúng là làm sư phụ thật sự thất vọng. Bốp, 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 bốp. Vài roi liên tục quất xuống. Sau lưng thần hy là một mảnh máu thịt hỗn độn. Máu tươi tí tách giỏ xuống nhuộm đỏ cả sàn đại điện. Một chậu nước lạnh tạt tới. Đôi mắt đẹp của cô ta nổi đầy tia máu, cắn chặt môi nói, sư phụ, con xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Có thể khôi phục lại sự trong sạch của con không? Ánh mắt người phụ nữ mặc cung trang đầy hung ác, sợi roi trong tay không chút lưu tình, điên cuồng quất xuống. Không biết qua bao lâu, trên người thần hy đã không còn chỗ nào nguyên vẹn. Người phụ nữ mặc cung trang tựa hồ đánh tới mệt mỏi, tùy tiện vứt roi trong tay sang một bên, nói, giết chết Diệp Bắc Minh, hắn chết hoặc là con chết. Thần nữ của đế nữ các trong trắng thuần khiết, tuyệt đối không thể dễ dàng bị người khác khinh nhờn như vậy được. Nơi ở của Hạ Nhược Tuyết. Hai người ôm nhau, căn phòng là cảnh hỗn loạn, hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Chồng à, có thể đừng đi được không? Hạ Nhược Tuyết ôm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhìn cô một cái, không phải em đã đồng ý rồi sao? Hạ Nhược Tuyết có chút lưu luyến, nhưng người ta không lỡ để anh đi rồi, không biết bao lâu mới được gặp lại. Diệp Bắc Minh cười, anh đồng ý với em, đợi anh tìm được mọi người, sẽ đưa mọi người về đại lục hỗn độn sống thật tốt. Thật sao? Đôi mắt Hạ Nhược Tuyết sáng lên. Anh đã bao giờ thất hứa chưa? Diệp Bắc Minh khẽ nhéo mũi Hạ Nhược Tuyết. Vậy sư phụ và ba người chi kỷ kia của anh thì sao? Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết lóe lên một tia xảo trá, để bọn họ ở lại Thương Khung Kiếm Tông cũng không tồi, với thực lực của em hiện giờ, đủ để bảo vệ bọn họ. Diệp Bắc Minh cau mày nghi hoặc. Nghĩ lại chuyện lúc trước, cảm thấy không an toàn lắm. Sẽ có những lúc anh không thể chăm sóc được bọn họ, vẫn là nên nghe ý kiến của bọn họ đi. Được, quả nhiên bị em phát hiện rồi. Hai má Hạ Nhược Tuyết phồng lên vì tức giận. Phát hiện điều gì? Hừ, lúc em nói là ba vị tri kỷ, anh không hề phản bác, anh quả nhiên có hứng thú với hai người còn lại. Oan cho anh quá mà. Diệp Bắc Minh kêu lên. Không được, em phải phạt anh. Hạ Nhược Tuyết khẽ hừ một tiếng, xoay người đè Diệp Bắc Minh dưới người mình. Một tiếng sau, hai người rời khỏi nơi ở, một lượng lớn đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông đang canh gác bên ngoài nhìn vào đôi má đỏ bừng của Hạ Nhược Tuyết, bước đi có chút không vững. Vừa nhìn liền biết hai người không làm việc gì tốt đẹp cả. Đáng chết, hai người này ngoài chuyện đó ra, còn làm gì nữa chứ? Đạo tâm của Lục Hách Tuyên sụp đổ, ánh mắt tràn đầy oán hận. Hai người không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, đi thẳng đến bơi ở của đám người Thiên Cơ lão nhân. Sư phụ, đồ nhi chuẩn bị rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông, mọi người có ý định gì không? Diệp Bắc Minh nhìn mọi người. Phân tích lợi hại một lượt. Bản thân anh sẽ không ở lại Thương Khung Kiếm Tông. Luân Hồi Tông, Hỗn Độn Long Tộc, Đại Lâm Tự, Gia Tộc Tử Kim Hoa, Đế Nữ Các.
Còn có những thế lực khác, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ quy linh đạn và dị hỏa. Nếu như bọn họ ở lại Thương Khung Kiếm Tông, nói không chừng sẽ bị người của Thương Khung Kiếm Tông thèm muốn. Hạ Nhược Tuyết không thể nào luôn ở bên cạnh mọi người được. Sẽ có những lúc cô ấy vắng mặt. Thiên Cơ lão nhân khẽ mỉm cười, Đồ Nhi, chuyện này con không cần lo lắng, vi sư đã quen với du hành qua các thế giới rồi. Và lại vi sư còn hiểu thuật suy luận, những người này sẽ không tìm thấy ta. Ngược lại là Linh Nhi với Hoàng Nhi, có lẽ nên sắp xếp một nơi ổn định. Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng sửng sốt. Một giây sau, khoang mắt hai người ửng đỏ, sư phụ, người không cần chúng con nữa ư. Thiên Cơ lão nhân cười lắc đầu, ta sẽ luôn là sư phụ của các con, có điều hiện tại, duyên phận của chúng ta đã kết thúc rồi. Hai người các con tốt nhất là đi theo Minh Nhi. Sư phụ, chúng con. Hai người muốn nói gì nữa, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu. Trực tiếp cắt đứt. Vi sư sẽ nói thẳng, vận mệnh hai người các con, đều là người phụ nữ của Minh Nhi. Sứ mệnh của vi sư đã hoàn thành, các con đi theo ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe thấy lời này, khuôn mặt của Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi đột nhiên đỏ bừng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh có chút quái dị. Hướng Ly Ly đột nhiên mở miệng, anh Diệp, hay là thế này đi, tôi đưa cô Lục và cô Hoàng về thế giới bản nguyên. Biển hỗn độn có quy tắc của riêng mình, thực lực của thế giới bản nguyên mặc dù chỉ ở mức trung bình, nhưng những thế lực kia cũng không đến mức đuổi theo chúng ta về tận thế giới bản nguyên. Bọn họ ở thế giới bản nguyên, có lẽ sẽ an toàn. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Thiên Cơ lão nhân trực tiếp đứng dậy, lộ ra một nụ cười, được rồi, Đồ Nhi, vi sư nên đi rồi. Nói xong, liền trực tiếp rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông. Sư phụ, Diệp Bắc Minh có chút lo lắng đuổi theo, bên ngoài Thương Khung Kiếm Tông nhất định có người của các thế lực, bọn họ rất có thể sẽ đi theo sư phụ. Đợi đến khi Diệp Bắc Minh đuổi ra ngoài, Thiên Cơ lão nhân sớm đã biến mất từ lâu. Thần niệm quét qua, bên ngoài sơn môn của Thương Khung Kiếm Tông, có ít nhất hàng trăm người đang bí mật theo dõi. Anh quay đầu lại nhìn, Nhược Tuyết, Hoàng Nhi, anh đi đây. Cô Hướng, Hoàng Nhi và cô Lục xin phiền cô, đợi tôi dụ mấy người kia rời đi, muộn một chút cô hãy xuất phát. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dùng truyền âm truyền tin cho mấy người, đúng rồi, nếu sau này nghe thấy tin anh chết, không cần đau buồn. Mọi người yên tâm, anh sẽ không chết đâu. Hả? Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi, Hướng Ly Ly ba người đều ngây ra. Hạ Nhược Tuyết cười nhạt, em biết rồi, chồng muốn giả chết, ve sầu thoát xác đúng không? Thông minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, chỉ về một hướng rồi nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh rời đi rồi, chúng ta có nên đi theo không? Nói nhảm, đương nhiên là theo rồi. Nhưng mấy người phụ nữ kia thì sao? Ngươi là đồ ngốc sao? Dị hỏa và công thức quy linh đan đều nằm trên người Diệp Bắc Minh, mấy người phụ nữ đó bắt được thì tốt, nếu biết được tung tích của Diệp Bắc Minh thì cần đám người đó làm gì? Người đàn ông cầm đầu chửi rủa, sau đó nhanh chóng lao theo phía sau Diệp Bắc Minh. Đồng thời cùng lúc đó, tin tức Diệp Bắc Minh rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông đã truyền tới tất cả các thế lực lớn. Rời đi sớm như vậy sao? Thương Khung Kiếm Tông cũng không ngốc, không dám đắc tội chúng ta. Vậy còn đợi gì nữa? Bắt thằng nhóc đó lại. Các thế lực lớn nghe tin liền lập tức hành động. Tốc độ của Thiên Cơ lão nhân rất nhanh, trực tiếp rời khỏi đại lục của Thương Khung Kiếm Tông, ngồi lên thuyền Vạn Niên Dương trở về Hỗn Độn Hải vực. Có hàng chục chiếc thuyền Vạn Niên Dương theo sau và bao vây lấy ông ta. Lão già kia, chạy à, sao không tiếp tục chạy nữa đi? Một người đàn ông trung niên đứng ở mũi tàu. Khí tức cảnh giới đa ọ tôn trung kỳ không hề che giấu, giống như một cơn sóng thần ập tới. Thiên Cơ lão nhân không chút sợ hãi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, trừ các người, chắc không còn ai đến nữa nhỉ. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chết đến nơi còn giả vờ bình tĩnh cái gì. Đợi chúng ta bắt được ông, còn sợ Diệp Bắc Minh không quan tâm đến sự sống chết của sư phụ mình sao? Bắt lại cho ta, dám phản kháng trực tiếp đánh cho tàn phế, giữ lại một hơi thở là được. Vâng. Hàng chục bóng người lao về phía Thiên Cơ lão nhân, vào khoảnh khắc họ đến gần ông ta. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt già nua khẽ nheo lại. Một tia huyết mang bắn ra từ đôi mắt. Hơn 10 thân ảnh kia nổ tung. Ông. Người đàn ông trung niên hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn Thiên Cơ lão nhân trước mặt, ông là ai? Thực lực của ông, sao có thể? Một cỗ áp lực đến từ Thiên Cơ lão nhân lan ra ngoài. Phục.
Đầu gối người đàn ông trung niên mềm nhũn, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy. Cho dù ông ta ở cảnh giới đạo tôn trung kỳ, cũng không thể giết nhiều người trong một nháy mắt như thế được. Tiền bối, tha mạng, tôi biết tôi sai rồi. Người đàn ông trung niên cầu xin với giọng nói run run. Thiên cơ lão nhân giống như không nghe thấy, thì thầm, kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng cũng khiến cho cậu bước lên con đường này rồi. Chỉ là, tòa tháp kia có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của lão phu, sao lại không nói cho nhóc con kia biết? Lông mày khẽ cau lại. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Trầm ngâm trong giây lát. Thôi vậy, đệ tử, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường luân hồi. Khóe miệng thiên cơ lão nhân hiện lên một nụ cười kỳ quái. Một giây sau, một cảnh tượng khiến người đàn ông trung niên sợ hãi xuất hiện. Thiên cơ lão nhân bước vào hư không, vậy mà lại đứng trên mặt nước của biển hỗn độn. Sao có thể chứ, biển hỗn độn có một sức mạnh quỷ dị, ngoại trừ hỗn độn chân linh ra, cho dù là cảnh giới thiên tôn cũng không cách nào bay qua được. Ông làm sao có thể làm được, người đàn ông trung niên bị dọa cho ngây ngốc. Thân thể ông ta điên cuồng run rẩy. Loại kiến hôi này, thiên cơ lão nhân cũng lười phải để ý đến. Thiên cơ lão nhân đưa tay ra chộp lấy. Một cảnh tượng càng làm người ta kinh sợ hơn đã xuất hiện. Hư không bị xé sách, lộ ra một lối đi không gian. Tùy ý xé rách hư không, tạo ra một thông đạo không gian ư. Trời ơi, trong đầu người đàn ông trung niên vang lên tiếng ong ong. Ngoại trừ trận pháp có thể mở ra lối đi không gian, ông ta căn bản chưa từng. Thậm chí không hề nghe qua, vậy mà con mẹ nó, tùy ý có thể xé nát hư không. Còn tạo ra một lối đi không gian. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Thiên cơ lão nhân bước ra một bước, tiến vào con đường không gian và biến mất. Dầm! Có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên hoang mang phát hiện, không gian xung quanh lại bắt đầu sụp đổ. A, đừng! Toàn bộ hải vực bị sức mạnh không gian nuốt chửng và biến mất. Cùng lúc thiên cơ lão nhân biến mất, tháp càn khôn chấn ngục khẽ rung lên. Tiểu tháp, sao vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục nghiêm túc, nhóc con, vị sư phụ kia của cậu rời đi rồi. Diệp Bắc Minh sửng sốt, rời đi, ý là sao? Tháp càn khôn chấn ngục im lặng trong giây lát, rời khỏi thế giới này rồi. Cái gì? Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Sư phụ tôi chết rồi ư? Tháp càn khôn chấn ngục thở dài nói, ai nói với cậu rời khỏi thế giới này chính là chết. Cũng có lẽ, rời khỏi vũ trụ, thậm chí là rời khỏi tầng không gian này thì sao? Hả? Diệp Bắc Minh giật mình, nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này. Dù sao cậu cũng phải cẩn thận với người sư phụ này, thiên cơ lão nhân không hề đơn giản, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của ông ta. Và lại, ông ta có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của bổn tháp, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm. Cậu không phát hiện ra à? Khi thiên cơ lão nhân ở bên cạnh cậu, bổn tháp rất ít khi nói chuyện với cậu. Diệp Bắc Minh cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt anh tối sầm, cúi đầu sờ cằm, tiểu tháp, lời này của ông có ý gì? Nếu thiên cơ lão nhân thật sự cảm thấy sự tồn tại của tiểu tháp, nhưng lại không nói ra. Thực lực rõ ràng rất khủng bố, nhưng lại giả vờ yếu đuối. Quả thực có vấn đề rất lớn. Yên tâm đi, nếu ông ta đã rời đi rồi, có nghĩa là tạm thời sẽ không làm hại cậu. Hoặc có thể, bởi vì ông ta thèm muốn bổn tháp, nên không dám ra tay. Tháp càn khôn chấn ngục nói ra sự thật làm người ta kinh hãi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, tiểu tháp, ông càng nói càng thần bí, lẽ nào sư phụ sẽ thật sự làm hại tôi sao? Tháp càn khôn chấn ngục nói, những sư phụ khác của cậu sẽ không, còn người sư phụ này thì chưa chắc. Diệp Bắc Minh rơi vào trầm tư. Không biết đã qua bao lâu. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, đợi lâu như vậy, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy tôi rồi, tôi sắp chết rồi này. Đồng thời cùng lúc đó, một hải vực khác của biển hỗn độn. Con tàu gỗ vạn niên dương trở hình nộm từ từ dừng lại. Diệp Bắc Minh, cuối cùng cũng hết đường rồi nhỉ, giao dị hỏa và công thức quy linh đan ra đây. Một lão giả của Luân Hồi Tông lên tiếng. Diệp Bắc Minh giao ra dị hỏa và công thức quy linh đan, gia tộc Tử Kim Hoa có thể miễn cho cậu tội chết, bảo đảm cho cậu bình an, sống một đời vinh hoa phú quý. Một người đàn ông trung niên của gia tộc Tử Kim Hoa thấp giọng gầm lên. Diệp thí chủ, dị hỏa và công thức quy linh đan đã gây ra lòng tham trong thiên hạ, bần tăng khuyên cậu buông bỏ tất cả, hướng về đất Phật.
một cao tăng của Đại Lâm tự mở lời khuyên nhủ. Ngoài ba thế lực lớn, còn có mấy chục thế lực tông môn nhỏ vây quanh. Một giọt nước cũng không lọt. Khắp nơi đều là thuyền. Một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Lục Hách Tuyên cũng đứng trên một chiếc thuyền, khóe mắt giật giật, để mình xem tên nhóc này chết thế nào. Tiểu súc sinh lại dám động vào Nhược Tuyết, nghĩ tới việc nó nằm trên người Nhược Tuyết. Đáng chết! Lục Hách Tuyên nghiến răng nghiến lợi. Hình Nộm nhìn về bốn phía, xem ra hôm nay mình phải chết thật rồi. Lời nói vừa dứt. Có điều, Diệp Bắc Minh tôi cho dù có chết, cũng phải kéo theo các người làm đệm lưng. Dầm! Thần lực ngưng tụ. Đám người sửng sốt, cảm thấy có gì đó không đúng. Một giây sau, lập tức phản ứng lại, con mẹ nó. Mày điên rồi. Nhanh đi, tiểu súc sinh này muốn tự bạo, mẹ kiếp. Cậu Diệp có gì từ từ nói, chúng tôi không muốn giết cậu. Mọi người sợ hãi, điên cuồng rút lui. Hình Nộm căn bản không cho họ cơ hội. Trực tiếp tự bạo. Rầm rầm. Một đám mây hình nấm bay lên cao, sức mạnh bùng bổ, nước biển đâng trào. Hàng trăm con thuyền gần đó trực tiếp biến thành bột phấn tại chỗ. Võ giả dưới cảnh giới đạo tổ đều bị chấn chết. Cảnh giới đạo tổ cũng bị trọng thương, điên cuồng nôn ra máu, phụt. Tiểu súc sinh này, con mẹ nó, dị hỏa không còn, quy linh đan cũng mất rồi. Chúng ta cũng bị trọng thương, phụt. Đồ điên, vậy mà hắn lại tự bảo, chết tiệt. Những thế lực có mặt gần như bị tức chết. Có một loại xúc động muốn mắng chửi. Chết chết chết, ha ha ha, Diệp Bắc Minh mày cuối cùng cũng chết rồi. Con mẹ nó, ông đây cuối cùng cũng giết chết mày. Cha, người nhìn thấy chưa? Thằng nhóc này cũng chỉ vậy thôi, không phải vẫn chết dưới tay Lục Hách Tuyên con sao? Ha ha ha, Lục Hách Tuyên vừa cười điên cuồng vừa nôn ra máu. Giống như chút hết những cơn giận trong thời gian qua. Hắn ta kéo lê cơ thể bị trọng thương của mình trở về Thương Khung Kiếm Tông. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, Lục sư huynh bị làm sao vậy? Hình như bị thương rồi, đệ tử Thương Khung Kiếm Tông sửng sốt. Họ nhìn Lục Hách Tuyên với vẻ mặt ngỡ ngàng, thấy hắn lao tới nơi ở của hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, ra đây, nhanh ra đây, phụt. Vừa nôn ra máu vừa hét lớn. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi bước ra, giống như một tảng băng không gần người lạ, khác hẳn với trạng thái lúc ở bên cạnh Diệp Bắc Minh. Lục sư huynh, có chuyện gì? Lục Hách Tuyên cười tâu toét, lại phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha. Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh chết rồi. Chết ở biển hỗn độn, bị một đám người vây đánh, ha ha ha. Thằng nhóc đó tự bảo. Nhược Tuyết, hắn chết rồi, tôi hứa sẽ yêu em thật lòng, cho tôi một cơ hội được không? Lục Hách Tuyên nói, hai mắt đỏ ngầu. Ồ, hạ Nhược Tuyết không có phản ứng, tôi không thích anh. Sau đó quay người và hiến mất. Nếu như là trước đây, hạ Nhược Tuyết vẫn còn cần phải suy nghĩ đến Lục Tả Xương sau lưng Lục Hách Tuyên. Bây giờ, cô đã là cảnh giới đại tôn, không cần thiết nữa. Chỉ bốn chữ đơn giản, trực tiếp khiến Lục Hách Tuyên đổ vỡ. Không, không, tại sao, Nhược Tuyết, tại sao chứ? Lục Hách Tuyên giống như phát điên lao lên, muốn xông vào nơi ở của hạ Nhược Tuyết. Hai lão giả lập tức tiến lên, đá vào ngực Lục Hách Tuyên. Lục Hách Tuyên, đây là nơi ở của thiếu tông chủ, cậu vẫn muốn vào đó sao? Phụt, Nhược Tuyết, tôi muốn Nhược Tuyết. Lục Hách Tuyên giống như phát điên bò dậy, chuẩn bị lao tới lần nữa. Lục Tả Xương xuất hiện, một đòn chém vào cổ con trai, đánh hắn ta bất tỉnh rồi mang đi. Hai vị trưởng lão, là con trai tôi phát điên, xin đừng trách tội. Diệp Bắc Minh mở mắt. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng. Bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bóng dáng Hình Nộm xuất hiện. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh, nhóc con, cậu cũng xấu xa quá rồi. Diệp Bắc Minh nói, muốn đuổi giết tôi, sao có thể không trả giá chứ? Nếu như cậu đã chết, vậy tiếp theo cậu định làm thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đến Luân Hồi Tông, tìm sư tỷ của tôi. Trong một thung lũng cách biệt với thế giới bên ngoài. Hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên đất. Một người không thoa phấn son, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trên đầu người còn lại mọc hai cái tai, phía dưới thắt lưng có 9 chiếc đuôi hồ ly. Chính là thất sư tỷ Liễu Như Khanh cùng lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Đột nhiên, một bà lão còng lưng chống gậy cưỡi gió mà đến. Sư phụ, Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu lập tức đứng lên hành lễ. Bà lão còng lưng nhàn nhạt hỏi. Các con tới Luân Hồi Tông bao lâu rồi?
Hai người nghe vậy đều khựng lại. Mặc dù không biết tại sao sư phụ lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thực trả lời, thưa sư phụ, đã 100 năm rồi. 100 năm. Bà lão còng lưng gật đầu cười với hai người, 100 năm trước, ta cưỡng ép đưa hai người các con đến Luân Hồi Tông, các con sẽ không trách cứ ta chứ. Hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ, người đã dạy bảo chúng con tu võ suốt 100 năm qua. Hiện tại chúng con đã đều đạt tới cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào đạo tôn. Chúng con cảm ơn người còn không kịp, sao còn có thể vô ơn mà trách người đây? Hai người lắc đầu. Được. Bà lão còng lưng mỉm cười yên lòng, quay đầu hỏi tiếp, ta nhớ là lúc đầu hai con vẫn luôn tìm kiếm một người tên Diệp Bắc Minh phải không? Nghe được ba chữ này. Đôi mắt của Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu thoát cái đỏ hoe. Không giấu gì sư phụ, chúng con tới biển hỗn độn chính là để tìm tiểu sư đệ, Đạm Đài Yêu Yêu trả lời. Bà lão còng lưng hừ lạnh một tiếng, nếu như ta nói với các con vị tiểu sư đệ đó đã chết rồi thì sao? Cái gì? Thân thể yêu kiều của cả hai run rẩy. Liễu Như Khanh thở gấp, vội bước lên hỏi, sư phụ, người đang lừa con có đúng không? Sư phụ, người đang nói đùa sao, con người Đạm Đài Yêu Yêu co rụt lại. Bà lão còng lưng lắc đầu, con nhìn ta giống như đang đùa cợt lắm sao? Từ 10 ngày trước, ta đã được nghe nói tới cái tên Diệp Bắc Minh này. Bà lão lần lượt giải thích sự việc tại Đại hội Thiên Đan và Dị Hỏa cho hai người họ. Một ngày trước, hắn bị một đám người chặn lại ở một hải vực trong biển hỗn độn. Nhưng tên nhóc này đúng là đủ tàn nhẫn, vậy mà lựa chọn tự bạo ngay trước mặt hàng vạn người. Một hơi kéo theo hàng chục ngàn người thương vong, toàn bộ những người thuộc cảnh giới đạo tổ đều bị thương nặng, từ đạo tôn trở lên cũng bị thương mười mấy người. Liễu Như Khanh nghe được tin dữ thì điên cuồng lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Sao tiểu sư đệ có thể lựa chọn tự bạo, là giả? Sư phụ, đây nhất định là giả. Người đang lừa chúng con có đúng không? Giọng nói của bà lão lưng gù lạnh băng, không tin thì các con có thể tự mình ra ngoài nghe ngóng một chút. Dứt lời liền vươn tay chỉ thẳng lên trời, trực tiếp kích hoạt trận pháp bao quanh thung thũng. Đừng mà! Liễu Như Khanh đau đớn ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Không có cách nào chấp nhận sự thật này. Đạm Đài Yêu Yêu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến lòng bàn tay rỉ máu từ lúc nào không hay. Sư phụ, những thế lực đó là ai? Giọng cô khàn đặc, gầm lên giống như dã thú. Bà lão còng lưng thấy vậy ngược lại còn lộ ra ý cười đạm mạc, hỗn độn long tộc, đại lâm tự, gia tộc tử kim hoa, đế nữ các. Đại khái có tới mấy chục thế lực gộp lại. Bọn chúng đều phải chết. Đạm Đài Yêu Yêu ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Trên người bạo phát ra sát khí nồng đậm. Toàn bộ thung lũng đều đang rung chuyển. Bà lão còng lưng nheo mắt đánh giá, huyết mạch của tộc Thiên Hồ quả nhiên vô cùng khủng bố. Đạo tôn, con phải đột phá cảnh giới đạo tôn, giết sạch bọn chúng, báo thù cho tiểu sư đệ. Hai người như tẩu hỏa nhập ma, lẩm bẩm không ngừng. Nếu cái chết của thằng nhóc này có thể thúc đẩy các con tiến vào cảnh giới đạo tôn thì cũng không tính là vô ích, bà lão còng lưng mỉm cười hài lòng. Sau đó liền xoay người rời đi, thung lũng bị phong ấn hàng trăm năm nay đã không cần tới bố trí phòng vệ nữa. Bởi bà ta biết hai người họ sẽ không còn trốn chạy. Ngay khi bà lão còng lưng rời khỏi, Đạm Đài Yêu Yêu cùng Liễu Như Khanh mới dừng lại. Gạt khô nước mắt, đưa mắt nhìn nhau. Phì, cả hai bật cười. Liễu Như Khanh, Lục sư tỷ, em còn tưởng chị điên thật rồi đó. Chị diễn cũng giống quá rồi. Đạm Đài Yêu Yêu nào còn dáng vẻ điên loạn vừa rồi, không ra sức diễn một chút sao có thể qua mắt được sư phụ. Chúng ta đều đã nghe tin tiểu sư đệ bỏ mình không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ chỉ một chữ cũng không tin. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Khanh xẹt qua một tia gian xảo, không biết vì sao lần này tiểu sư đệ lại giả chết nữa đây. Đạm Đài Yêu Yêu chống chiếc cằm nhỏ nhắn thanh tú của mình, tiểu sư đệ giả chết khiến cả thế giới biết đến. Có khả năng đệ ấy biết chúng ta đang ở Luân Hồi Tông. Ngoại trừ giả chết để giải quyết phiền toái, còn có một khả năng khác chính là báo tin cho chúng ta. Lời này vừa vang, đôi mắt ngập nước của Liễu Như Khanh hiện lên một tia kinh ngạc. Lục sư tỷ, ý của chị là, Đạm Đài Yêu Yêu nở nụ cười tự tin, tiểu sư đệ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Trong vòng vài ngày nữa, đệ ấy chắc chắn sẽ xuất hiện ở Luân Hồi Tông. Liễu Như Khanh hưng phấn, vậy chúng ta còn đợi cái gì? Đi, đi tìm tiểu sư đệ thôi. Hai người lao thẳng ra khỏi thung lũng.
Bên ngoài Luân Hồi Tông trăm dặm, Diệp Bắc Minh đã dịch dung từ lâu. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bỗng vang lên, nhóc con, cậu cứ tự tin như vậy, tin rằng hai vị sư tỷ kia biết mình sẽ tới Luân Hồi Tông sao? Diệp Bắc Minh cười đầy tự tin, đương nhiên. Chúng tôi tâm ý tương thông, chỉ cần hai vị sư tỷ nghe được tin tức tôi giả chết, họ chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút do dự, sao tôi lại không tin được đây? Bất quá, cho dù hai vị sư tỷ của cậu đều đang ở Luân Hồi Tông, thì trước tiên cậu vẫn nên cân nhắc làm sao thâm nhập được vào đó đi. Lúc này, xung quanh Diệp Bắc Minh khắp nơi đều là võ giả. Người đông nghìn nghịt, phóng mắt nhìn ra quảng trường vô tận, người đông như nêm cối. Những người này kỳ thực đều đến đây để tham dự cuộc sát hạch nhập môn của Luân Hồi Tông. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ tới bản thân thân lại tình cờ đụng trúng dịp tốt như vậy. Phía trước quảng trường có một bục cao chót vót. Trên bục cao là một cánh cửa truyền tống màu xanh lam. Phía sau cánh cửa truyền tống là con đường luân hồi dài hàng trăm dặm. Bất cứ ai muốn gia nhập Luân Hồi Tông đều phải giao nộp 1 vạn viên đá tinh thần mới đủ điều kiện thách đấu với con đường luân hồi. Nếu thử thách thành công liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Luân Hồi Tông. Một lúc sau, Diệp Bắc Minh đã hòa mình trong đội ngũ tham gia khảo hạch, tiểu tháp à, thực sự không còn cách nào khác nữa sao? Không thể đi đường vòng à? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, nhóc con, xem ra trước mắt đây chính là cách đơn giản nhất rồi. 4 bề Luân Hồi Tông đều có trận pháp bảo vệ, một khi đụng phải sự phá hoại sẽ lập tức bị phát hiện. Cậu không muốn vừa giả chết xong lập tức bị người khác phát hiện ra thân phận đó chứ? Vậy chỉ có thể thành thật vượt qua bài kiểm tra này thôi. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Một nhóm người bay từ trên không xuống, vững vàng đáp xuống đài cao. Ông lão cầm đầu là người Diệp Bắc Minh quen biết, chính là Bảo Kiếm Phong, Lục Thiêu với sắc mặt âm trầm theo sát phía sau. Trong lòng Bảo Kiếm Phong một ngạt tới cực điểm, mẹ nó. Nếu không phải tên tiểu súc sinh Diệp Bắc Minh đó hại lão phu làm mất hết thể diện của Luân Hồi Tông thì lão phu sao có thể bị phân công tới giám sát cuộc khảo hạch nhập môn cơ chứ? Công việc này vừa mệt nhọc vừa nhàm chán. Còn không có tí ích lợi nào. Nếu không phải tên nhãi đó tự bạo mà chết, lão phu thật muốn tìm một cơ hội róc xương lóc thịt hắn. Chỉ là đáng tiếc cho ngọn dị hỏa kia. Thật sự hy vọng tên Diệp Bắc Minh đó không chết, lại xuất hiện ở trước mặt lão phu thêm một lần. Để lão phu đích thân chém hắn thành vạn mảnh, giải tỏa mối hận trong lòng. Bảo Kiếm Phong nghĩ vậy, đảo mắt liền nói, Lục Thiêu, con ở đây trông chừng đi. Vâng. Lục Thiêu chán nản bước về phía trước. Bảo Kiếm Phong bước sang một bên, tìm một chiếc ghế tựa đặt mông ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Thiêu quét mắt nhìn quanh, thản nhiên mở lời, ta là Lục Thiêu, năm nay 13.000 tuổi, cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Là đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông, hưởng thụ đãi ngộ cấp tông chủ. Trong bảng xếp hạng đệ tử nội môn đứng thứ 563. Qua, đạo tổ đỉnh phong 13.000 tuổi, trẻ quá vậy. Nội môn của Luân Hồi Tông ít nhất cũng có 10 vạn đệ tử. Lục sư huynh vậy mà nằm trong 600 vị trí đầu. Đãi ngộ cấp bậc tông chủ, thiên tài trẻ tuổi. Lục sư huynh, thực lực của huynh ắt hẳn rất mạnh mẽ phải không? Hàng trăm ngàn người phía dưới không ngừng suýt xoa thán phục. Lục Thiêu rất hài lòng với phản ứng này của họ, cả người cũng có chút lâng lâng phấn chấn. Lục sư huynh đẹp trai quá. Nếu ta có thể gả cho Lục sư huynh thì thật tốt. Vô số người phía dưới ngước lên với ánh mắt ngưỡng mộ. Nữ tu võ lại càng thêm phần trầm trồ. Yên lặng, Lục Thiêu hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn hiển lộ khí chất của bậc cường giả. Mọi người im chặt miệng. Lục Thiêu quét mắt nhìn quanh, kỳ thực, bổn công tử không cần giảng giải thêm về con đường luân hồi thì tin rằng mọi người cũng đều đã hiểu rõ rồi. Thông qua con đường luân hồi liền có cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn của bổn tông. Thật ra, ngoại trừ con đường luân hồi thì vẫn còn một cách khác. Đó chính là khiêu chiến một đệ tử nội môn bất kỳ, chỉ cần đánh bại hắn liền có thể trở thành đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông, hơn nữa còn trực tiếp thay thế xếp hạng của hắn trong nội môn. Vừa dứt lời, hiện trường liền dâm ran tiếng thảo luận. Thách đấu với đệ tử nội môn. Điên rồi sao, Lục sư huynh đều đã là cảnh giới đạo tổ đỉnh phong rồi, chúng ta mới là hợp đạo, đạo quân, chênh lệch quá lớn. Rất nhiều người đều lắc đầu. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, vẫn là quên đi. Dù sao mình cũng chỉ cần tiến vào Luân Hồi Tông là được, không cần quá nổi bật làm gì. Vừa nghĩ đến đó, Lục Thiêu đã nhấc tay chỉ vào đám đông, ngươi. Ngươi, còn có ngươi, tiến lên khiêu chiến với ta.
Hai võ giả bị Lục Thiêu chỉ mặt đều sợ tới mức trắng bệch mặt mày. Hai chân cũng thoáng chốc mềm nhũn không còn chút sức lực. Phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Lục sư huynh huynh tha cho chúng ta đi mà. Lục sư huynh huynh đừng đùa nữa, ta nào có gan dám tuyên chiến với huynh. Hai người vội vàng xin tha. Chỉ có duy nhất người thứ ba lặng yên đứng nguyên tại chỗ. Hắn chỉ thờ ơ đứng đó, vậy mà không hạ mình cầu xin, cũng không chút sợ hãi. Cứ như một ngọn núi đứng sừng sững nơi đó. Trong thoáng chốc vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người này. Người thứ ba đó chính là Diệp Bắc Minh. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, mẹ nó cũng quá trùng hợp rồi đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phá lên cười, ha ha ha, nhóc con, cậu đúng là càng nghĩ gì thì nó càng tới mà. Ánh mắt của Lục Thiêu đương nhiên cũng rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Từ hơi thở thì mới là một nhập đạo hèn mọn. Lục Thiêu một bước tiến tới, đanh giọng hỏi, nhóc con, cậu tên là gì? Diệp Bắc Minh trả lời, Dạ Huyền. Anh lười phải bịa mà trực tiếp dùng tên của bố mình. Dạ Huyền. Ánh mắt Lục Thiêu tối sầm lại, có chút bất mãn, hai người còn lại đã dập đầu xin tha rồi, xin hỏi cậu hờ hững đứng đó là có ý gì? Nếu cậu làm giống hai người bọn họ, tôi sẽ coi như chưa từng điểm tên cậu. Diệp Bắc Minh ồ một tiếng, nếu tôi lựa chọn khiêu chiến thì sao? Toàn trường chết lặng, lặng ngắt như tờ. Mấy vạn người trên quảng trường đều hít ngược một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Hô hấp của từng người gần như ngừng bặt, không dám tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Lục Thiêu cũng có một thoáng ngẩn người, lát sau bèn cười nói, khiêu chiến với tôi. Được, vậy bổn công tử đứng ở đây, chỉ cần công kích của cậu có thể phá vỡ lớp phòng ngự của tôi, coi như cậu thách đấu thành công. Được, Diệp Bắc Minh tiến tới nhảy vọt lên đài cao. Con người của đám đông nheo lại. Thằng nhóc này vậy mà thực sự dám thách đấu. Sắc mặt Lục Thiêu âm trầm như nước. Thân là đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông, vậy mà bị một tên ất ơ tới tham gia khảo hạch khiêu chiến. Hơn nữa đối phương còn chỉ là cảnh giới nhập đạo, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn đâu thể diện lăn lộn trong nội môn nữa. Dạ Huyền, bổn công tử nhắc nhở cậu một câu, đừng bị thần lực của bổn công tử làm chấn động nhé. Ánh mắt Lục Thiêu rét lạnh. Hắn đã quyết định rồi. Sẽ dùng thần lực phản kích trực tiếp biến tên phế vật không có mắt nhìn trước mắt này thành một vũng máu. Diệp Bắc Minh nhấc tay, cực kỳ bá đạo đấm ra một quyền. Bụp! Khoảnh khắc nắm đấm của anh chạm tới lồng ngực của Lục Thiêu, toàn bộ đài cao bỗng rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ cực lớn. Đài cao dưới chân Lục Thiêu nứt toác tạo thành những đường gân như mạng nhện trải rộng ra mọi hướng, còn bản thân hắn thì quỳ thụp xuống đất. Thân thể hắn giống như một miếng rẻ rách bị lôi về phía sau. Hai chân kéo ra một cái rãnh thật sâu trên đài cao. Nôn ra một ngụm máu. Cả người đập mạnh vào đài cao cách đó hàng trăm mét, tức giận chỉ ngón tay run run vào Diệp Bắc Minh, miệng lắp bắp nói, mày, hự. Lại một ngụm máu nữa không kìm được mà hộc ra. Bất tỉnh ngay tại chỗ. Cậu là ai? Bảo Kiếm Phong kinh ngạc ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn Diệp Bắc Minh quát, đúng là lớn mật, dám giết đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, yên tâm, hắn chưa chết được đâu, cùng lắm là tàn phế thôi. Một màn này khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Ai có thể ngờ rằng một nhập đạo tham gia khảo hạch lại có thể một quyền đánh chết Lục Thiêu. Khóe mắt Bảo Kiếm Phong giật giật, nhìn chòng chọc vào người thanh niên trước mặt, nếu không phải mấy chục thế lực lớn tận mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh tự bạo mà chết thì ông ta thậm chí còn hoài nghi rằng, thằng nhóc này chính là tên biến thái Diệp Bắc Minh kia. Thói đời sao có thể như vậy? Ở đâu mà mọc ra nhiều biến thái như thế? Dạ Huyền, cậu vậy mà dám đánh tàn phế đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông, cậu đã biết tội chưa? Bảo Kiếm Phong phẫn nộ giống lên. Diệp Bắc Minh bày ra dáng vẻ đầy nghi hoặc, vị trưởng lão này, ông đang nói cái gì vậy? Thứ nhất, tôi không phải là người chủ động khiêu chiến Lục Thiêu. Thứ hai, là anh ta chọn chúng tôi. Thứ ba, tôi thách đấu thành công thì Luân Hồi Tông phải ban thưởng cho tôi mới phải. Xin hỏi tôi có tội lỗi gì ở đây? Nói đoạn anh lại ngây thơ lắc đầu, không lẽ Luân Hồi Tông chỉ có chút tài đức này sao? Một loạt lý lẽ hợp tình hợp lý. Tên Dạ Huyền này nói cũng đâu có sai, anh ta phạm tội gì cơ chứ? Còn không phải là do tên Lục Thiêu này tự mình ra vẻ thất bại, nếu Diệp Bắc Minh có tội, vậy Luân Hồi Tông đúng là không công bằng. Võ giả phía dưới đài cao bắt đầu thảo luận rôm rả, náo động hẳn lên. Ánh mắt Bảo Kiếm Phong trở nên lạnh băng. Hừ lạnh một tiếng,
nhãi con, chớ mơ tới việc dùng dư luận để uy hiếp lão phu. Lão phu nói cho cậu biết, cậu nghĩ sai rồi. Lục Thiêu kêu cậu lên khiêu chiến, chứ không phải để cậu phế bỏ nó. Loại tâm tư ác độc như cậu căn bản không xứng gia nhập Luân Hồi Tông, hôm nay lão phu sẽ cho cậu thấy, cái gì gọi là quyền giải thích cuối cùng nằm ở chỗ tôi đây. Bảo Kiếm Phong vừa định ra tay. Bảo trưởng lão, ông đúng là đủ phách lối mà. Quyền giải thích cuối cùng, ông có quyền giải thích cuối cùng nào? Đột nhiên hai giọng nói như âm vang từ thiên nhiên vọng tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Luân Hồi Tông. Vừa đảo mắt nhìn tới đều không kìm được sửng sốt. Là hai cô gái tuyệt sắc đang thướt tha từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng chỉ mới có thực lực đạo tổ nhưng Bảo Kiếm Phong nhìn thấy hai người này lại sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống tại chỗ, đệ tử Bảo Kiếm Phong tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Trời ạ! À, trẻ như vậy đã là thái thượng trưởng lão. Hàng trăm ngàn người ở dưới đài cao đều choáng váng. Chố mắt đứng nhìn như hóa đá. Diệp Bắc Minh thì kích động, hô hấp cũng trở nên cực kỳ gấp gáp. Anh nhìn chăm chăm hai cô gái xinh đẹp vô song bỗng nhiên xuất hiện kia. Chính là thất sư tỷ Liễu Như Khanh cùng lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Trong lòng cùng vui mừng khôn xiết, thật sự là tiểu sư đệ kia. Vào giây phút nghe thấy cái tên Dạ Huyền, bọn họ liền biết người trước mắt nhất định là tiểu sư đệ của mình. Không được, không thể để mọi người nhận ra. Hai người cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mặt đẹp vừa đảo, rơi trên người Bảo Kiếm Phong, người này vừa nãy lại muốn giết tiểu sư đệ. Bảo Kiếm Phong, ông dám coi thường quy định của tông môn sao? Vị Diệp, Dạ Huyền công tử này nếu đã đánh bại đệ tử nội môn. Theo quy củ của Luân Hồi Tông, chúng ta phải trực tiếp thay thế địa vị của anh ta ở nội môn. Ông muốn giết Dạ Huyền công tử, quy tắc của tông môn ở đâu? Một cỗ sát ý ớn lạnh bao trùm tới. Bảo Kiếm Phong kinh hãi. Hai vị thái thượng trưởng lão, đệ tử biết sai rồi. Sai ở đâu? Đạm Đài Yêu Yêu hỏi. Bảo Kiếm Phong xấu hổ, hận đến mức muốn tìm một vết nứt nào đó mà trốn vào, đệ tử không nên lạm dụng chức quyền, càng không nên ra tay với Dạ Huyền công tử. Nếu đã biết sai, còn không xin lỗi, giọng nói của Liễu Như Khanh lạnh lùng. Xin lỗi. Trong lòng Bảo Kiếm Phong run lên, khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nhục nhã, hai vị thái thượng trưởng lão, thằng nhóc này. Hửm, gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Yêu Yêu và Liễu Như Khanh lạnh lẽo. Bảo Kiếm Phong không dám nói nhảm, chỉ có thể hướng về phía Diệp Bắc Minh, Dạ Huyền công tử, thật xin lỗi. Chỉ ngắn gọn vài chữ, mà như một con dao đâm thẳng vào trái tim ông ta. Làm lòng tự trọng của ông ta vỡ vụn. Hai người phớt lờ Bảo Kiếm Phong. Bước tới bên cạnh Diệp Bắc Minh, nắm lấy cánh tay anh, Dạ Huyền công tử, bây giờ anh đã là đệ tử nội môn của Luân Hồi Tông. Chúng ta đưa anh đi làm quen với Luân Hồi Tông. Ba người cùng bay lên. Hướng vào nơi sâu trong Luân Hồi Tông mà đi. Đợi đến khi đám người Diệp Bắc Minh đã đi xa, Bảo Kiếm Phong tức giận gầm lên, thật là vô cùng nhục nhã mà. Dạ Huyền, mày đợi đấy cho lão phu. Hai người rất nhanh trở lại thung lũng, quay về sơn cốc bế quan. Chủ động mở trận pháp, khóa lại tất cả. Tiểu sư đệ, sao đệ bây giờ mới tới? Đôi mắt hai người đỏ hoe, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh. Cắn mạnh vào vai Diệp Bắc Minh, lại giả chết, ghét chết đi được. Khi chúng ta nghe tin đệ chết, liền biết đệ nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Hai tay Diệp Bắc Minh vòng qua, ôm lấy eo hai sư tỷ của mình. Hai sư tỷ, em không phải tới rồi hay sao? Đạm Đài Yêu Yêu đỏ mặt, ôm lấy cổ Diệp Bắc Minh, em còn gọi chị là sư tỷ đúng không? 100 năm không gặp, tình cảm đã phai nhạt rồi. Diệp Bắc Minh khẽ cười, chị Tiểu Yêu. Vậy còn được. Đạm Đài Yêu Yêu tức giận nói. Diệp Bắc Minh vừa định nói, cô ấy đã chủ động hé mở đôi môi đỏ mọng, trực tiếp hôn anh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thầm phàn nàn, lại bắt đầu rồi. Liễu Như Khanh trừng mắt, hai người. Mãi đến khi hai người tách ra, Liễu Như Khanh mới phản ứng lại, được lắm, sớm đã nghe tin hai người có vấn đề, quả nhiên là sự thật. Thất sư tỷ, chị cũng là của em. Diệp Bắc Minh quay đầu, ôm Liễu Như Khanh càng chặt hơn. Một cỗ hơi thở nam tính phả vào mặt. Liễu Như Khanh gần như ngất đi, để mặc Diệp Bắc Minh hôn mình. 15 phút trôi qua, thân thể mảnh khảnh của Liễu Như Khanh như mềm nhũn. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ôm lấy, cô ấy đã ngã xuống đất rồi. Tiểu sư đệ, ta,
Xấu hổ chết mất. Gương mặt Liễu Như Khanh đỏ bừng, vùi đầu vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Yêu Yêu cười khanh khách, ai bảo ngày thường em giả vờ lạnh lùng, chị sớm đã biết em cũng thích tiểu sư đệ rồi. À, em không có. Liễu Như Khanh phản bác lại. Đạm Đài Yêu Yêu cười trêu chọc, ha ha, vậy à? Vậy lúc nằm mơ, em gọi tên tiểu sư đệ làm gì? Còn nói cái gì, Bắc Minh, nhanh một chút. À, chị nói nhảm. Gương mặt Liễu Như Khanh càng đỏ hơn, ngượng ngùng giải thích. Diệp Bắc Minh nhìn hai người cãi nhau, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Chị Tiểu Yêu, chị Như Khanh, hai người không chịu ấm ức gì ở Luân Hồi Tông chứ? Vừa nãy Bảo Kiếm Phong kia, sao lại gọi hai chị là Thái Thượng Trưởng Lão? Hai người ngừng cãi nhau. Sắc mặt nghiêm nghị. Liễu Như Khanh giải thích, tiểu sư đệ, sư phụ của hai chúng ta, là vị Thái Thượng Tổ duy nhất của Luân Hồi Tông. Thái Thượng Tổ? Có ý nghĩa gì? Luân Hồi Tông có 10 vị lão tổ, còn thấp hơn một bối phận so với sư phụ của hai người sao? Hai sư tỷ là đồ đệ của Thái Thượng Tổ, mặc dù không thể so sánh với 10 vị lão tổ của Luân Hồi Tông. Trao cho hai người địa vị Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là việc rất đơn giản. Diệp Bắc Minh chợt bừng tỉnh, thì ra là như vậy, chỉ cần hai chị không chịu ấm ức là được rồi. Đạm Đài Yêu Yêu hỏi, tiểu sư đệ, còn em thì sao? 100 năm qua em sống thế nào? Diệp Bắc Minh không giấu giếm. Kể lại ngắn gọn những gì mình đã trải qua một lượt. Khi kể đến những nguy hiểm gặp phải, hai người thốt lên kinh ngạc. Họ nắm chặt tay Diệp Bắc Minh, thầm lau mồ hôi lạnh. Nhược Tuyết vậy mà đã ở cảnh giới đạo tôn rồi. Đạm Đài Yêu Yêu cười tinh quái, liếc nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em ở Thương Khung Kiếm Tông mấy ngày. Làm không ít chuyện mờ ám với Nhược Tuyết nhỉ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chị Tiểu Yêu, em là người ngay thẳng. Chị đang nói gì thế? Đạm Đài Yêu Yêu hừ lạnh, biết rõ mà còn cố tình hỏi. Như Khanh, giúp chị giữ tiểu sư đệ. Nghiêm túc hay không, sẽ biết ngay thôi. Ồ, được. Liễu Như Khanh phản ứng lại, tiến lên nắm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Trực tiếp đẩy anh ngã xuống. Ngồi lên người anh, Lục sư tỷ, em giữ người tiểu sư đệ rồi, sắc mặt Đạm Đài Yêu Yêu sầm lại. Em ngồi lên rồi, thế chị ngồi ở đâu đây? Thất sư muội, nhìn em có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra không thành thật chút nào nha. Gương mặt Liễu Như Khanh đỏ bừng, làm gì có. Dưới sự khống chế của hai cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, Diệp Bắc Minh căn bản không thể phản kháng, hai vị sư tỷ, đừng như vậy mà. Ha ha, em nói không làm là không làm à. Đạm Đài Yêu Yêu cười xảo trá. Năm ngón tay ấn lên ngực Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ. Sao tim em đập nhanh thế? Đang chuẩn bị có hành động tiếp theo thì nghe thấy âm thanh. Rầm rầm. Đột nhiên, cả sơn cốc rung chuyển dữ dội. Giống như động đất vậy. Có chuyện gì thế? Sư phụ quay lại rồi à? Liễu Như Khanh biến sắc. Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu. Không đúng, không phải là sư phụ, mà là toàn bộ Luân Hồi Tông đều đang chấn động. Ba người nhìn nhau một cái. Giây tiếp theo. Đóng lại trận pháp. Nhanh chóng lao ra khỏi sơn cốc. Keng, keng, keng. Tiếng chuông của Luân Hồi Tông vang lên. Liễu Như Khanh kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Chuông lớn chỉ vang lên khi tông môn gặp nguy hiểm, hoặc xảy ra biến cố cực lớn. Đi, nhanh đi xem. Đạm Đài Yêu Yêu nói. Ba người đi nhanh về phía quảng trường của tông môn, đệ tử của Luân Hồi Tông tất cả đều đã có mặt ở đó. Ngay cả trưởng lão đang bế quan cũng xuất hiện. Toàn bộ quảng trường tông môn có hơn 100 vạn người tụ tập. Đến cả 10 vị lão tổ cũng lần đầu tiên có mặt. Nhìn thấy Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu đưa theo Diệp Bắc Minh xuất hiện, 10 vị lão tổ liếc nhìn Diệp Bắc Minh rồi nói, hai vị thái thượng trưởng lão, hai người cũng đến rồi. Lão tổ, xảy ra chuyện gì vậy? Đạm Đài Yêu Yêu nghi hoặc hỏi. Sắc mặt 10 người khá nghiêm trọng. Một lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói, biển hỗn độn đã khô cạn. Đại lục hỗn độn. Sâu trong cung điện, tại tổ địa của hoa tộc thượng cổ. Hàng trăm thân ảnh ngồi xếp bằng, trước mặt mỗi người là một tượng đài định hình linh hồn. Nếu như Diệp Bắc Minh ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra, những người này chính là 100 vị sư phụ của mình. 100 năm qua đi, tất cả các vị sư phụ đã hồi sinh được máu thịt của mình. Biển hỗn độn đã khô cạn. Giáo phụ mở mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Những vị sư phụ khác cũng đồng thời mở mắt. Hắc thủy tộc trở lại rồi. Chúng ta đi vào luân hồi, thần hồn ngủ say mấy kỷ nguyên, vẫn không thể tránh khỏi ngày này.
Chư vị, thần hồn quy vị đi, đừng để sự hủy diệt của thời đại trước xảy ra một lần nữa. Vào giây phút đó, tổ địa hoa tộc mở ra, hàng trăm thân ảnh bay lên trời như sao băng. Gần như cùng lúc, 72 đảo thiên giai. Sâu trong hố thiên hỏa, dị hỏa tông. Một cỗ thi thể dung hòa với đất trời, chính là thiên yêu thủy tổ. La Thiên. Biển hỗn độn khô cằn, hắc thủy tộc đã trở lại. Trong mắt La Thiên hiện lên một tia sợ hãi, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Hắc thủy tộc xuất hiện cũng quá nhanh rồi, nếu như bọn chúng hoàn toàn tỉnh lại. Ai có thể ngăn cản bọn chúng lại? Lẽ nào kỷ nguyên này lại sắp bị diệt vong? Cho dù là La Thiên. Nghĩ tới hắc thủy tộc, trong mắt ông ta vẫn hiện lên một tia kinh hãi nồng đậm. Không được, không thể ngồi yên chờ chết. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể La Thiên bay lên khỏi mặt đất, bay về hướng biển hỗn độn. Đại lục luân hồi, bên ngoài khe nứt không gian dẫn đến biển hỗn độn. Thực vật trong bán kính 100 dặm đã bị khô héo. Các loại dã thú cũng chết đi, biến thành xác khô. Ở bên kia khe nứt không gian là biển hỗn độn. Theo lý mà nói, biển hỗn độn sẽ toàn là nước đen. Giờ phút này, tất cả nước đen đều đã biến mất và khô cạn hoàn toàn. Một lục địa màu đen xuất hiện dưới đáy biển hỗn độn. Những ngọn núi nhấp nhô được bao phủ trong sương mờ, nó tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng quỷ dị. Tiểu tháp, đây là có chuyện gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc. Xác của những con thú đó đã khô cằn, hoàn toàn không còn chút sức sống nào cả, như thể bị kiếm càn khôn chấn ngục hút hết tinh huyết. Tháp càn khôn chấn ngục cực kỳ nghiêm túc, nhóc con, lần này thật sự là rắc rối lớn rồi. Không chỉ cậu, mà toàn bộ mặt cắt biển hỗn độn. Nếu không cẩn thận, rất có thể mọi người sẽ chết. Thế giới bị hủy diệt, không ai có thể sống sót cả. Diệp Bắc Minh kinh hãi, không phải chứ, nghiêm trọng như vậy ư. Đến ông cũng không ngăn cản được sao. Tháp càn khôn chấn ngục bất lực cười khổ, nhóc con, cậu đoán bổn tháp tại sao lại bị diệt vong. Chết tiệt, không phải chứ. Diệp Bắc Minh nuốt khan, nghĩ đến sự thật đáng sợ. Đúng như những gì cậu nghĩ, có liên quan đến hắc thủy tộc. Hắc thủy tộc, tháp càn khôn chấn ngục nói, đúng vậy, chủng tộc này giống như ôn thần vậy, chúng đi đến đâu, tất cả các sinh mệnh đều bị chúng hại chết. Sau đó biến thành dưỡng chất của bọn chúng, hơn nữa, hắc thủy tộc rất đặc biệt, bọn chúng bất tử. Cho dù có chết, cũng sẽ tái sinh ở sâu trong vùng nước đen. Nói đến đây, tháp càn khôn chấn ngục dừng lại một chút, năm đó, chủ nhân đời thứ nhất của tôi đánh nát thân thể của tôi, áp chế vạn giới. Mới có thể tạm thời phong ấn hắc thủy tộc, vài kỷ nguyên qua đi, không ngờ hắc thủy tộc vậy mà lại có cơ hội trở lại. Lẽ nào là vì bổn tháp đã tỉnh lại? Tháp càn khôn chấn ngục nghĩ mãi không hiểu. Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục thật sự đáng sợ. Đời chủ nhân thứ nhất của ông ta, không khác gì một vị thần. Sự tồn tại như vậy mà còn cần nghiền nát tháp càn khôn chấn ngục mới có thể phong ấn hắc thủy tộc. Mà không phải là hoàn toàn giết chết. Hắc thủy tộc có lai lịch ra sao? Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng vài giây mới lên tiếng, không biết. Loại chủng tộc này nguồn gốc thần bí. Bất tử bất diệt còn mang theo ô nhiễm. Khí tức của bọn chúng, có thể làm ô nhiễm và ăn mòn mọi thứ. Bọn chúng thích nhất là máu thịt, một khi tiếp xúc với nước đen, cơ thể sẽ bị mục rữa hoàn toàn. Biến thành xác khô, thậm chí đến thần hồn cũng bị tiêu diệt. Nghe đến điều này, Diệp Bắc Minh bất động tại chỗ. Anh có thể cảm thấy được sự nghiêm túc của tiểu tháp. Tiểu tháp, lẽ nào hắc thủy tộc không có kẻ địch sao? Có, dị hỏa. Dị hỏa. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời một cách khẳng định, đúng vậy. Dị hỏa có thể thiêu hủy mọi thứ. Trước mắt đó là cách duy nhất có thể áp chế hắc thủy tộc. Có điều, cho dù cậu có phần thiên chi diễm, cũng chỉ có thể giết chết hắc thủy tộc. Cũng không có cách nào ngăn cản bọn chúng tái sinh ở nước đen được. Có lẽ chỉ có hỗn độn chân hỏa đứng thứ nhất bảng dị hỏa, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắc thủy tộc. Lúc này, đệ tử của Luân Hồi Tông phát hiện, dưới chân mình có một vũng nước đen phát ra một cỗ khí tức mục giữa hôi thối. Thứ gì thế này, ghê tởm quá, cút đi. Hắn ta giơ tay lên. Một cỗ sức mạnh quét qua. Ầm, nước đen bắn tung tóe, rơi vào người đệ tử này. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy, đệ tử của Luân Hồi Tông bị nước đen vấy lên người.
nằm trên đất kêu gào, sinh lực toàn thân nhanh chóng mất đi. Nháy mắt biến thành một cái xác khô. Chuyện gì thế? 10 vị lão tổ của Luân Hồi Tông nhìn sang. Một lão giả tóc trắng trong số đó cau mày, ngồi xuống kiểm tra thi thể. Khoảnh khắc lòng bàn tay khô khốc của ông ta chạm vào xác chết, không cẩn thận bị nước đen nhiễm phải. A! À, vị lão tổ này lăn lộn trên mặt đất, điên cuồng kêu lên, cứu mạng, cứu ta. Mau cứu ta. 9 vị lão tổ còn lại kinh hãi, có người định ra tay cứu giúp. Đợi một chút, đừng chạm vào ông ta. Nhưng lại bị lão tổ khác ngăn lại. Giây tiếp theo, vị lão tổ bị nước đen nhiễm phải này hóa thành một cái xác khô. Khí tức sinh mệnh mất đi, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Toàn bộ quá trình, chưa đến 10 hơi thở. Hít! Tất cả mọi người há miệng, da đầu tê dại, cái này. Một lão tổ cảnh giới thiên tôn chu kỳ vậy mà lại bị một giọt nước đen giết chết. Đây rốt cuộc là sao? Nước đen này là thứ gì? 9 vị lão tổ còn lại cũng sợ hãi, bị dọa cho không ngừng lui về sau. Diệp Bắc Minh chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo, tiểu tháp, thứ này cũng quá quỷ dị rồi. Đồng thời cùng lúc đó, rầm rầm, trên không nghĩa địa hỗn độn, hai đạo ánh sáng đen rơi xuống. Bia một thứ 9 và thứ 8 cùng sáng lên. Hoàng đế Hiên Viên và vua thời gian cùng nhau thức tỉnh. Khí tức của Hắc thủy tộc, mộ chủ, ngoài kia đã xảy ra chuyện gì? Có phải Hắc thủy tộc đã trở lại không? Hai âm thanh nghi hoặc vang lên. Bằng một niệm thức, Diệp Bắc Minh tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn, tiền bối, hai người cũng biết về Hắc thủy tộc. Anh giải thích cho họ một lượt về những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Vua thời gian nghe xong thì lắc đầu, chết tiệt. Ô nhiễm bắt đầu rồi. Mộ chủ, tắm rửa rồi đi ngủ đi, kỷ nguyên này lại chuẩn bị diệt vong rồi. Thân thể Diệp Bắc Minh cứng đờ, tiền bối, lẽ nào không có cách nào có thể cứu vãn sao? Cứu vãn? Vua thời gian cười nói, 9 người ngủ ở đây, đều từng muốn cứu vãn. Cuối cùng không có ai ngoại lệ, tất cả đều chết. Chỉ còn sót lại một tia tàn hồn. Diệp Bắc Minh, tôi khuyên cậu, cậu không phải là người cứu cả thế giới. Cứ vui vẻ tận hưởng đi, sau đó chờ chết. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tiền bối, ông không phải đang đùa đó chứ. Giọng nói của Hiên Viên Hoàng đế vang lên, vua thời gian ông đừng hù dọa cậu ấy nữa, biểu hiện của thằng nhóc này quá nghiêm túc, nếu bị ông dọa sợ sẽ không còn cách nào giúp chúng ta được nữa. Được thôi. Vua thời gian mím môi. Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời. Không biết lão già này đã sống được bao nhiêu năm, vậy mà lại dọa mình. Mộ chủ. Tôi thừa nhận những lời trước đó nói với cậu có chút cường điệu. Vua thời gian lên tiếng, nhưng việc Hắc thủy tộc diệt thế lại không phải chuyện đùa. Tuy nhiên thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, ý của tiền bối là. Vua thời gian đáp, mộ chủ, trước tiên cậu nhìn những nơi bị nước đen ô nhiễm xem, có gì khác biệt. Diệp Bắc Minh mở mắt. Luân Hồi Tông đang chôn cất thi thể của vị lão tổ cảnh giới thiên tôn kia. Cùng lúc đó cũng phái một số đệ tử tiến vào biển hỗn độn khô cạn để điều tra. Diệp Bắc Minh quét mắt liếc xung quanh. Phát hiện ra rằng nơi bị ô nhiễm đều biến thành một vùng chết chóc. Chỉ một lúc thôi. Khu vực hàng chục dặm bị ô nhiễm ban đầu đã lan rộng ra hàng trăm dặm. Mặt đất khô nứt, sức sống khô héo mòn. Sức mạnh của thần lực kết nối với nghĩa địa hỗn độn, nơi nước đen làm bẩn, sự sống hoàn toàn bị cắt đứt. Không sai. Vua thời gian gật đầu khẳng định, biển hỗn độn vốn gọi là đại lục hắc thủy, cậu thử đoán xem tại sao xung quanh biển hỗn độn trong các thế giới lại mở ra một vết nứt không gian, nối liền nó với biển hỗn độn. Trừ phi có quan hệ gì đó. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Bỗng nhiên, anh tựa như nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, không lẽ toàn bộ sức sống của những sinh vật và thảm thực vật này đều bị nước đen hút hết đi rồi. Thông minh. Vua thời gian thở dài tán thưởng một tiếng. Đại lục hắc thủy xé rách không gian và kết nối với những thế giới khác chính là để hấp thụ sức mạnh của các thế giới lớn. Theo dòng thời gian, sức mạnh của một vài thế giới sẽ bị hút khô, hoàn toàn biến thành một vùng đất chết. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất của đại lục hắc thủy. Vua thời gian bổ sung một câu, không lẽ cậu không cảm nhận được khi đứng ở trên vùng đất bị ô nhiễm sao? Sức mạnh trong cơ thể đang thất thoát ra thế giới bên ngoài. Diệp Bắc Minh giật mình. Anh nhắm mắt lại, cẩn thận suy ngẫm. Quả nhiên, sức mạnh trong đan điền bị thất thoát với tốc độ không đáng kể.
Loại tốc độ này hoàn toàn không thể phát giác ra được nếu không cảm nhận cẩn thận. Thậm chí anh còn cảm thấy sức mạnh huyết mạch cũng trở nên yếu đi. Diệp Bắc Minh bối rối, tiền bối, tốc độ này không hề nhanh. Hắc thủy tộc cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Vua thời gian lắc đầu, nấu ếch trong nước ấm giai đoạn đầu vô cùng chậm rãi. Đừng thấy đại lục luân hồi rộng minh mang, nhiều nhất là một tháng, linh mạch sẽ triệt để khô cạn. Luân hồi tông sẽ tự động giải tán. Nếu cậu nhìn từ góc độ của luân hồi tông, cậu sẽ làm gì? Mí mắt Diệp Bắc Minh giật điên cuồng. Nghiêm trọng như vậy sao? Luân hồi tông được biết đến là một trong năm tông môn hàng đầu tại biển hỗn độn, sẽ tự động giải tán trong vòng một tháng sao? Từ góc độ của luân hồi tông mà cân nhắc. Nếu tôi là luân hồi tông, hoặc là rời khỏi đại lục luân hồi. Hoặc là... Diệp Bắc Minh híp mắt nói, đi chiếm đoạt địa bàn của những người khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các đại lục được kết nối với đại lục Hắc Thủy thông qua các vết nứt không gian đều khô cạn? Một ý tưởng nhảy ra trong đầu Diệp Bắc Minh, nghĩ đến một sự thật đáng sợ, những thế giới bị đánh cướp không thể chống cự lại luân hồi tông kia đương nhiên sẽ đi ức hiếp những thế giới yếu thế hơn mình. Bởi vì cấp bậc thế giới khác nhau nên cấp độ võ giả cũng bất đồng. Đây chắc chắn là một thảm họa đối với những thế giới yếu hơn. Nó không khác gì việc hủy diệt thế giới. Vua thời gian gật đầu, mộ chủ, cậu trả lời rất đúng. Trong vòng một tháng, trật tự của các thế giới lớn vây quanh biển hỗn độn sẽ sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, những võ giả với thực lực thấp kém chỉ có một con đường chết. Nghe xong lời này, sắc mặt Diệp Bắc Minh đại biến. Bố mẹ và nhóm Hồng Nhan Chi Kỷ vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích của anh ở khắp nơi. Nếu điều này thực sự xảy đến thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tiểu tháp. Lời của vua thời gian đều là thật sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, chắc tới 80-90%. Đáng chết! Diệp Bắc Minh như ngồi trên chảo lửa. Giọng nói của vua thời gian lại vang lên, mộ chủ, tôi nhắc nhở cậu thêm một câu. Lần trước khi hiện tượng này xảy đến, các loại dược liệu đều trở thành thứ chân quý nhất. Dứt lời, thần hồn của vua thời gian liền chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếp đó dưới sự ra lệnh của 9 vị lão tổ của Luân Hồi Tông, họ đã phong ấn các vết nứt không gian lại. Nghiêm cấm mọi người rời khỏi lục địa luân hồi. Đồng thời, bọn họ cũng ngỡ ngàng phát hiện ra rằng tình trạng ô nhiễm trong vùng nước đen rất khủng khiếp, lây lan như một bệnh dịch vậy. Vào thời điểm họ ra lệnh, hàng trăm dặm rừng nguyên sinh đã biến thành vùng đất chết. Khi Diệp Bắc Minh trở lại luân hồi tông, lập tức gọi Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu tới. Chị Như Khanh, chị Yêu Yêu. Diệp Bắc Minh giải thích lại chuyện của Hắc Thủy tộc cho họ nghe. Hai người nghe xong đều nhìn chân nghẹn lời. Không dám tin vào đôi tai của mình. Tiểu sư đệ, những điều em nói đều là thật sao? Trong vòng một tháng đại lục luân hồi sẽ hoàn toàn biến thành vùng đất chết. Liễu Như Khanh trợn trừng hai mắt. Đạm Đài Yêu Yêu cũng trịnh trọng nhìn anh. Diệp Bắc Minh đáp, chị Như Khanh, chị Tiểu Yêu, em không đùa đâu. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đại lục luân hồi ngay lập tức, trước khi mọi người kịp phản ứng lại phải tìm được bố mẹ em và mấy người nhược giai. Đôi mày thanh tú của Đạm Đài Yêu Yêu nhíu chặt, đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Vậy mà có thể hút cạn sinh lực của cả một thế giới. Tiểu sư đệ, nếu những lời đệ nói đều là thật, đại lục luân hồi không chống đỡ được, vậy thế giới bản nguyên chắc chắn cũng sẽ sụp đổ thôi. Hơn nữa, tất cả trật tự của tất cả các thế giới đều sẽ tan vỡ. Đến lúc đó thực sự chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn được. Hai người họ đều rất thông minh. Trong thoáng chốc đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Bắc Minh đương nhiên cũng biết điều này, 72 đảo thiên gia của thế giới bản nguyên chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Một khi để nước đen ô nhiễm, chúng ta có thể rút lui về đại lục hỗn độn. Diệp Bắc Minh nói, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Khi ba người chuẩn bị rời đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đồ nhi, các con chuẩn bị đi đâu? Một già già lưng còng với sắc mặt âm trầm đi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Ánh mặt bà ta lóe lên một tia kinh ngạc, Diệp Bắc Minh, cậu vậy mà vẫn chưa chết. Không hổ danh là cảnh giới thiên tôn hậu kỳ. Thái thượng tổ cuối cùng của Luân Hồi Tông. Cho dù Diệp Bắc Minh đang dịch dung, che đậy đi khí tức hỗn độn. Chỉ bằng cảm giác thôi cũng có thể đoán ra thân phận của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên hỏi, tiền bối, sao bà nhận ra tôi? Bà lão lưng gù hừ lạnh một tiếng, lão thân đã từng gặp cậu một lần ở phép tắc luân hồi,
thế nên nhớ rõ khí thức của cậu. Cậu cũng không tồi, chuyện cậu giả chết đến lão thân cũng bị mắc lừa. Diệp Bắc Minh cảm nhận được một mối uy hiếp cực kỳ lớn. Giây tiếp theo. Thời gian đóng băng. Bà già lưng gù giơ tay, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, nghe nói cậu am hiểu đạo đài luân hồi. Lão thân muốn xem, đạo đài luân hồi của cậu có thể ngăn cản phép tắc luân hồi của tôi hay không? Sư phụ, đừng mà. Thấy bà già lưng gù chuẩn bị tấn công Diệp Bắc Minh, Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu biến sắc. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, không những không lùi về sau. Mà còn tiến lên một bước nói, tiền bối, luân hồi tông sắp bị diệt vong rồi. Bà vẫn còn tâm trạng ra tay với tôi sao? Cậu nói gì cơ? Bà lão lưng gù cau mày, nhóc con, cậu rốt cuộc có ý gì? Nói, nếu không có một lời giải thích hợp lý, lão thân sẽ khiến cậu hối hận vì câu nói vừa rồi. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói ra chuyện của Hắc Thủy Tộc. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt bà lão lưng gù biến sắc. Bà ta tiến vào biển hỗn độn vì có chuyện cần làm. Biển hỗn độn đột nhiên cạn khô, tất cả nước biển đều biến mất. Bà ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện lớn, nên lập tức quay về Luân Hồi Tông. Trên đường đi không ngừng chứng kiến cảnh ô nhiễm lan rộng, vô số mảnh đất dọc đường đi biến thành vùng đất chết. Ánh mắt của bà lão lưng gù thay đổi bất định, Diệp Bắc Minh, những điều cậu vừa nói đều là thật sao? Diệp Bắc Minh đưa tay lên trời, tiền bối, tôi lấy trái tim võ đạo của mình ra thề. Nhiều nhất là một tháng nữa, toàn bộ đại lục luân hồi sẽ thật sự biến thành một vùng đất chết. Tiền bối đừng nghĩ cách đối phó với tôi nữa, tốt nhất nên tìm một lối thoát cho Luân Hồi Tông đi. Ánh mắt anh kiên định, hơn nữa, nếu như tôi phản kháng, tiền bối chưa chắc bà đã bắt được tôi. Cái này, bà lão lưng gù kinh hãi. Ngoài việc địa lục luân hồi sẽ bị diệt vong ra, bà ta càng sợ hãi hơn khi Diệp Bắc Minh có cách đối phó với mình. Nhóc con cậu lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Có điều, nếu như chuyện về Hắc Thủy Tộc là thật, trước đây sư phụ đã từng dự đoán, truyền thừa ngàn vạn năm của Luân Hồi Tông sẽ bị diệt bởi một thế lực mang tên Hắc Thủy Tộc. Trong những năm qua, tôi đã tiêu diệt rất nhiều thế lực có liên quan đến Hắc Thủy Tông, Hắc Thủy Môn, nhưng vẫn chưa phát hiện ra Hắc Thủy Tộc. Lẽ nào tất cả những chuyện này đều là sự thật? Trong lòng bà lão lưng gù như có hàng ngàn con sóng trỗi dậy. Không có thời gian để kinh ngạc nữa. Diệp Bắc Minh, cảm ơn thông tin của cậu có thể đi rồi. Bà lão lưng gù quay người, chuẩn bị triệu tập các lão tổ khác của Luân Hồi Tông để thông báo tin tức của Hắc Thủy Tộc. Đợi một chút. Diệp Bắc Minh đột nhiên lên tiếng, gọi bà lão lưng gù lại. Bà lão lưng gù cau mày, cậu còn chuyện gì khác à? Diệp Bắc Minh nói, tiền bối, xin giúp tôi một việc. Bà lão lưng gù tức giận đến bật cười, tên nhóc cậu cũng thật không khách khí, nói đi, cậu muốn tôi giúp gì? Diệp Bắc Minh lấy ra một cuộn tranh. Trên đó vẽ một vực đá khổng lồ. Phía trên vách đá, có hàng trăm hang động tỏa ra ma khí ngập trời. Phía dưới vực đá là một quảng trường rộng lớn. Chính là nơi mà Diệp Bắc Minh suy đoán ra vị trí của cha mẹ mình. Tiền bối biết nơi này không? Nơi này rất quan trọng với tôi. Bà lão lưng gù nhàn nhạt nói, nhóc con, cậu thật may mắn. Người khác có thể cả đời này cũng không biết đến nơi này, nhưng lão thân đúng là đã từng đi qua nơi này một lần. Nơi này tên là Vạn Ma Cốc, nằm tại đại lục thiên ma của hỗn độn Bắc Hải. Diệp Bắc Minh vui mừng, đa tạ tiền bối. Bà lão lưng gù biến mất. Diệp Bắc Minh và Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu ba người nhanh chóng rời khỏi luân hồi. Đến trước khe nứt không gian của biển hỗn độn. Tránh ra, hai người chúng ta còn có việc cần làm. Hai người lấy ra thẻ bài của Thái Thượng Trưởng Lão. Đệ tử của Luân Hồi Tông căn bản không dám ngăn cản, để mặc cho ba người rời đi. Khoảnh khắc họ bước vào biển hỗn độn. Diệp Bắc Minh không khỏi sửng sốt, mặt biển với làn nước đen vô tận đã thật sự khô cạn. Lộ ra một lục địa màu đen bên dưới. Những ngọn núi nhấp nhô, trải dài vô tận. Đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, không có khí thức của Hắc Thủy Tộc, tôi cảm nhận được vị trí vài vị hồng nhan của cậu. Chu Nhược Giai, Tôn Thiến đang ở cùng nhau, bọn họ ở đại lục Thương Lan. Đông Phương Xá Nguyệt ở gần một di tích cổ, khí thức biến mất, có lẽ đã tiến vào di tích đó rồi. Ly Nguyệt đang ở đại lục Thủy Nguyệt, gia nhập một tông môn tên Tiên Nguyệt Tông. Sở Vị Ương, Mạc Đình Đình ba người này ở cùng một nơi. Vương Yên Nhi, Tiêu Tiêu hai người ở cùng nhau.
Đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành đang ở cùng cha mẹ cậu, họ đang ở vạn ma cốc của đại lục Ma Thiên. Thật tốt, mọi người đều không sao cả. Diệp Bắc Minh kích động không thôi, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nói, nhóc con, còn một tin tốt nữa. 100 sư phụ của cậu, bây giờ đang ở đại lục Hắc Thủy Tộc Thủy. Bọn họ đã ngưng tụ cơ thể. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, bọn họ đang ở đâu? Ở phía bắc của đại lục Hắc Thủy Tộc Thủy, cũng chính là bắc vực của biển hỗn độn trước đây. Đi nào! Diệp Bắc Minh không nói gì thêm, trực tiếp lao về phía bắc vực. Sau nửa ngày, Diệp Bắc Minh cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy, một ngọn núi cao hàng vạn mét mọc lên từ mặt đất. Khí thế uy nghiêm hùng vĩ. Mà đỉnh ngọn núi này chính là đảo rùa trước đây. Hàng trăm thân ảnh đứng trên không, bao vây đảo rùa đến mức không lọt một giọt nước. Đây chính là 100 vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Sư phụ! Diệp Bắc Minh kích động. Tốt quá rồi, các sư phụ đã ngưng tụ lại được thân thể, thực sự sống lại rồi. Đạm Đài Yêu Yêu và Liễu Như Khanh cũng vô cùng phấn khích. Hai người bước lên, đi về hướng 100 vị sư phụ. Khi nhìn thấy hai người bước tới, một vị sư phụ đột nhiên giơ tay lên tát về phía họ, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ quét tới. Cẩn thận! Diệp Bắc Minh hét lên kinh hãi. Bằng một niệm thức, anh thi triển ảnh thuấn. Xuất hiện trước mặt hai sư tỷ của mình, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, đánh về cỗ khí tức hung bạo đáng sợ kia. Rầm! Sóng khí nổ tung. Diệp Bắc Minh ôm lấy Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu, bay về phía sau hơn 100 mét. Rơi xuống mặt đất. Trên mặt hoàn toàn kinh ngạc. Sư phụ giáo phụ, người, đây là sư tỷ của con, là đệ tử của mọi người mà, sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi điên cuồng, sư phụ giáo phụ, sao người lại ra tay với hai vị sư tỷ? Giáo phụ đứng trên không, trên người tỏa ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Ông ta cười kiêu ngạo, Diệp Bắc Minh, giáo phụ chẳng qua chỉ là cái tên của ta ở kiếp này, ông ta đã chết rồi. Từ nay về sau, hy vọng cậu gọi ta bằng tên thật Thông Thiên Đế Chủ. Cái gì? Đôi mắt Diệp Bắc Minh trừng to, vẻ mặt kinh hãi. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu cũng sững sờ. Sư phụ giáo phụ, lẽ nào người đã thức tỉnh ký ức của kiếp trước ư? Sư phụ quỷ cố, sư phụ cô độc, sư phụ bất diệt, mấy người thì sao? Diệp Bắc Minh đã không thể bình tĩnh nữa. Ánh mắt rơi trên mấy người sư phụ còn lại. Dược Vương Quỷ Cốc tiến lên một bước nói, Đồ Nhi, ta là quỷ đế. Độc Cô Vũ Vân cũng nói, Đồ Nhi, ta là ma đế bất bại. Vua Tàn Giác nói, Đồ Nhi, ta là sát đế. Tàn sát chính đạo. Kiếm chủ bất diệt bước lên nói, Đồ Nhi, thanh kiếm đầu tiên của thế gian này, chính là do ta chế tạo ra. Chiêu kiếm đầu tiên cũng là do ta sáng tạo, ta là kiếm đế duy nhất. 100 vị sư phụ lần lượt lên tiếng. Diệp Bắc Minh bất động tại chỗ. Không thể tin vào tai mình. Đồ Nhi ngoan, đừng kinh ngạc, nếu không phải sư phụ hấp thu vận khí của con, thì sao có thể hồi phục thân thể nhanh như vậy được? Đồ Nhi, con vất vả rồi. Hắc Thủy Tộc đã quay lại, chúng ta sẽ tha cho con một mạng. Con hãy xem vi sư quy phục Hắc Thủy Tộc, thống trị thiên hạ như thế nào đi. Đôi mắt của 100 vị sư phụ đỏ bừng, cười hung hãn. Giây tiếp theo. Bọn họ đồng thời quỳ xuống, Hắc Thủy Tộc, hồi sinh đi. Sau lưng mỗi người rực cháy một ngọn lửa màu đen. Một đạo thần hồn quỷ dị điên cuồng trào ra. Diệp Bắc Minh không thể tiếp nhận nổi sự thật này, không đúng, có vấn đề. Tiểu Tháp, nhất định là có chuyện gì đó. Sư phụ của tôi không thể làm tay sai cho Hắc Thủy Tộc được, đây rốt cuộc là sao chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm túc nói, bọn họ bị nước đen ô nhiễm, có một vài linh hồn xa xưa nhập thân. Muốn chiếm lấy cơ thể của bọn họ. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Tiểu Tháp, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, năm đó Hắc Thủy Tộc tiêu diệt thế giới, những linh hồn cổ xưa này đã lựa chọn quy phục Hắc Thủy Tộc để được sống sót. Rất nhiều năm qua đi, thần hồn của bọn họ đã thật sự đã bị nước đen đồng hóa. Sư phụ của cậu có thân thể bằng máu thịt mới, là thứ mà đám thần hồn này thích nhất. Thế nên mới bị ô nhiễm. Lúc này, ngọn lửa ma quỷ phía sau lưng 100 vị sư phụ hướng về phía đảo rùa và trân trọng hành lễ. Giống như đang tiến hành một nghi lễ cổ xưa nào đó. Nhóc con, không thể để bọn họ hoàn thành nghi lễ. Một khi nghi lễ hoàn thành, sư phụ của cậu sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
Diệp Bắc Minh thấy vậy, gầm lên một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục chém ra. Rào, một con huyết long dài ngàn trượng lao ra, mang theo uy lực nghiền nát hướng về phía 100 sư phụ. Huyết long lao tới với khí tức kinh người, nghi lễ của 100 người không ngừng gián đoạn, họ đồng thời quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt băng lạnh. Đồ nhi ngoan, muốn chết sao? Diệp Bắc Minh một người một kiếm, đứng trên không trung, các người không phải sư phụ của tôi, mau cút ra khỏi thân thể của họ. Nếu cậu đã muốn chết, chúng tôi sẽ thành toàn cho cậu. 100 sư phụ đồng loạt ra tay, tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Phần thiên chi diễm. Đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh gầm lên, trực tiếp tế ra đạo đài luân hồi. Trong nháy mắt, 100 sư phụ bị kéo vào lĩnh vực luân hồi. Bọn họ hoàn toàn không coi đạo đài luân hồi ra gì, bước lên đài luân hồi, từng người ai nấy đều mang theo ánh mắt lạnh lùng. Diệp Bắc Minh nhắm chuẩn vào giáo phụ và lao tới. Muốn chết? Thông Thiên Đế chủ hừ lạnh một tiếng. Ông ta giơ tay tát ra, chuẩn bị một đòn đánh chết Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Thông Thiên Đế chủ. Thực lực của cậu? Thông Thiên Đế chủ kinh ngạc. Một tát vừa rồi, rõ ràng có thể khiến Diệp Bắc Minh bay xa mấy trăm mét. Sao thực lực hiện tại của thằng nhóc này, có vẻ như tăng lên mười mấy lần so với trước đây thế? Mà bản thân ông ta lại không thể di chuyển dù chỉ một phân. Ánh mắt Diệp Bắc Minh giá lạnh, rất ngạc nhiên sao? Vừa rồi ông là sư phụ của tôi, bất kỳ đòn tấn công nào của ông tôi đều có thể chịu. Bây giờ, ông chỉ là thần hồn chiếm giữ thân xác của ông ấy thôi. Tôi cho ông một cơ hội nữa, cút ra khỏi thân thể của sư phụ tôi. Nếu không, chết. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Giống như sự phán quyết của thần chết. Thông Thiên Đế chủ cười lạnh. Chỉ dựa vào cậu có thể uy hiếp bổn đế. Lúc bổn đế còn ở đỉnh cao. Một câu vẫn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh đột nhiên dùng lực, hung hãn nhấc Thông Thiên Đế chủ lên và đập mạnh xuống đất. Rầm. Thông Thiên Đế chủ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát, một cỗ đau đớn dâng lên trong đầu. Mặc dù đây là thân thể của sư phụ Diệp Bắc Minh, nhưng bây giờ người cảm nhận được mọi thứ là ông ta. Đỉnh phong thì sao? Đồ con kiến hôi chết tiệt, mày dám. Dầm. Diệp Bắc Minh cực kỳ hung bạo, sao tôi lại không dám? Mày! Thông Thiên Đế chủ gầm lên. Mày cái gì mà mày? Diệp Bắc Minh lại nhấc lên và đập xuống. Thông Thiên Đế chủ căn bản không ngờ tới, thực lực của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ như vậy. Đáng tiếc là thực lực của cỗ thân thể này, hoàn toàn không thể so sánh với Diệp Bắc Minh. Ông ta cho dù có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể sử dụng được. Các vị, còn chờ gì nữa? Giúp tôi giết chết con kiến hôi này, bổn đế sẽ hầu tạ. Những người khác thấy vậy cũng bao vây Diệp Bắc Minh lại. Cút hết cho tôi. Diệp Bắc Minh giận dữ gầm lên. Dậm chân một cái, phần thiên chi diễm lao ra, hóa thành một bức tường lửa bao vây lấy mình. Phần thiên chi diễm. Những người khác nhìn thấy phần thiên chi diễm thì không ngừng lui về phía sau. Trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi nồng đậm. Đinh đinh. Sau khi liên tiếp đập mấy chục lần, Thông Thiên Đế chủ cuối cùng cũng không chịu nổi đau đớn. Cứ tiếp tục như vậy, thần hồn của ông ta cũng phải sụp đổ. Đồ nhi. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên. Diệp Bắc Minh sửng sốt, lập tức dừng lại, sư phụ giáo phụ. Cuối cùng, giáo phụ cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình trong chốc lát. Sư phụ, con giúp người chữa thương. Diệp Bắc Minh lấy ra 13 cây châm bạc. Chuẩn bị chữa thương cho giáo phụ. Giáo phụ quả quyết lắc đầu, đồ nhi, không cần nữa. Thông Thiên Đế chủ chỉ tạm thời phong ấn linh hồn của ông ta, từ bỏ quyền kiểm soát thân thể này. Thế nên, bây giờ con phải nhớ từng câu từng chữ sư phụ nói với con. Diệp Bắc Minh nhanh chóng gật đầu, vâng, sư phụ, người nói. Giọng nói giáo phụ nghiêm túc, thứ nhất, Hắc Thủy tộc sắp trở lại, là do 100 người chúng ta quá tự tin. Lần này Hắc Thủy tộc sẽ mạnh hơn trước đây rất nhiều lần. Bọn chúng làm ô nhiễm tất cả, mấy kỷ nguyên trước, chỉ cần là cường giả không muốn rơi xuống luân hồi, thần hồn cuối cùng sẽ bị Hắc Thủy tộc bắt làm nô lệ. Những thần hồn này, cần mượn thân thể có xác thịt để hồi sinh. Thế nên, còn bắt buộc phải tìm được nguồn gốc của Hắc Thủy tộc, thật sự tiêu diệt chúng. Diệp Bắc Minh giật mình, sư phụ, vô số cường giả thượng cổ đều là thuộc hạ của Hắc Thủy tộc sao? Đồ nhi con phải cẩn thận, bảo vệ những xung quanh mình. Tiêu diệt hoàn toàn Hắc Thủy tộc, liệu có thể không? Có thể.
Giáo phụ gật đầu khẳng định. Lau vết máu tươi trên khóe miệng, bởi vì con và những người trước đây không giống nhau. Con là người được tháp càn khôn chấn ngục lựa chọn. Kiếm càn khôn chấn ngục cũng chọn con. Dị hỏa chọn con. Vận mệnh của thế giới này đều chọn con. Đồ nhi, nếu đến con cũng không làm được. Thì không ai trên thế giới này có thể làm được điều đó. Diệp Bắc Minh nặng nề gật đầu, vâng, sư phụ, người yên tâm. Giáo phụ tiếp tục nói, thứ hai, để tiêu diệt hoàn toàn Hắc thủy tộc, cần phải có hỗn độn chân hỏa. Con cần phải tìm được vật này. Diệp Bắc Minh cau mày, hỗn độn chân hỏa, đứng thứ nhất bảng dị hỏa. Sư phụ, vật này chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu đầu nhi dùng sức đi tìm nó. E rằng mấy vạn năm cũng chưa chắc đã có cơ hội tìm được. Giáo phụ lắc đầu, không cần đến mấy vạn năm. Nếu con may mắn, có thể lập tức có được thứ này. Cái gì? Diệp Bắc Minh choáng váng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sư phụ, người đang nói đùa sao? Giáo phụ lắc đầu, biểu thị mình không hề nói đùa, vào kỷ nguyên trước khi Hắc thủy tộc hủy diệt thế giới. Đã từng có hai thế giới lớn thoát khỏi sự hủy diệt đó. Mộ trong hai thế giới lớn này, được gọi là hỗn độn giới. Hỗn độn giới. Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt. Đúng vậy. Giáo phụ gật đầu, hỗn độn giới đã lưu lại hỗn độn chân hỏa, chỉ cần con tìm thấy nơi này, tương đương với việc con sở hữu hỗn độn chân hỏa. Diệp Bắc Minh có chút mờ mịt, sư phụ, làm thế nào con mới tìm được hỗn độn giới? Giáo phụ khẽ mỉm cười, người bình thường đương nhiên không thể tìm thấy rồi, có điều. Đại bàng cánh vàng có sức mạnh xuyên qua các tầng không gian, bọn chúng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hỗn độn giới. Đại bàng cánh vàng. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ dao động. Điều này cũng quá là trùng hợp rồi. Lẽ nào đó chính là định mệnh? Được, sư phụ, con hứa với người. Giáo phụ mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng phun ra một câu, đồ nhi, tiếp theo con phải làm theo yêu cầu thứ ba của ta. Giết ta đi. Không được. Diệp Bắc Minh kinh hãi nhảy dựng lên, quả quyết lắc đầu, không thể nào, sư phụ, con tuyệt đối không thể đồng ý với người chuyện này được. Hai mắt anh đỏ hoe. Điên cuồng lắc đầu. Không thể đồng ý. Anh không bao giờ đồng ý. Giáo phụ vẻ mặt hiền từ nhìn Diệp Bắc Minh. Nói là sư phụ nhưng lại càng giống một người cha hơn. Giáo phụ tựa hồ đang nhìn một đứa trẻ ương ngạnh, Minh Nhi, bây giờ không phải là lúc bốc đồng. Thần hồn của Thông Thiên Đế chủ cực kỳ lớn mạnh, ông ta đã được nước đen nuôi dưỡng trong nhiều kỷ nguyên. Sư phụ đã luân hồi rất nhiều lần. Sức mạnh thần hồn cũng ngày càng trở nên yếu ớt cho nên mới để cho ông ta có cơ hội ngóc đầu. Con giết chết ta, phá hủy thân thể máu thịt của ta. Ngược lại là đang cứu mạng ta đó, nếu còn chậm trễ thêm dù chỉ vài ngày, Thông Thiên Đế chủ sẽ hoàn toàn nuốt trọn thần hồn của sư phụ. Đến lúc đó, ta mới là thật sự biến mất khỏi thế gian này. Nhưng sư phụ à, hai mắt Diệp Bắc Minh răng đầy tia máu đỏ ngầu, người chỉ vừa ngưng tụ ra thân thể. Chỉ riêng việc này đã phải chờ suốt 100 năm. Là 100 năm đó. Giáo phụ nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, cười nói, yên tâm, con không phải còn có nghĩa địa hỗn độn sao? Thần hồn của sư phụ vẫn có thể tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Cùng lắm thì tu dưỡng thêm vài trăm năm nữa, không phải là vẫn phục sinh được đó sao? Tim gan Diệp Bắc Minh như thắt lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, sư phụ, lời này là thật sao? Giáo phụ vẫn duy trì ý cười đáp, Minh Nhi, sư phụ đã bao giờ lừa dối con chưa? Cái này, Diệp Bắc Minh trần trừ không quyết. Mà truyền âm trưng cầu ý kiến, tiểu tháp, sư phụ nói có phải là sự thật không? Tháp càn khôn chấn ngục đáp gọn lỏn một câu, trên lý thuyết là có thể. Nội tâm Diệp Bắc Minh giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, gian nan phun ra một câu, được, sư phụ. Con giết, tốt, giáo phụ yên lòng gật đầu. Bỗng nhiên vẻ mặt của giáo phụ trở nên vặn xoắn dữ tợn, khóe miệng giật giật, con kiến hôi này. Ngươi dừng tay lại cho bổn đế, thứ ngu xuẩn nhà ngươi lại dám hủy hoại thân thể của ta. Ngươi thực sự muốn chết sao? Một giọng nói khác lại vang lên, Minh Nhi, ra tay đi. Dừng lại, ngươi dám ra tay, dù bổn đế đầu thai mấy trăm kiếp cũng phải bóp chết ngươi. Thông Thiên Đế chủ gầm lên như dã thú. Diệp Bắc Minh siết chặt kiếm càn khôn chấn ngục. Cơ hồ cắn răng nghiến lợi giống lên, ông còn muốn luân hồi. Chết đi. Dứt lời một con huyết long liền vọt tới, hung hăng đụng mạnh lên người giáo phụ. Một màn xương máu nổ tung. A, tiểu sư đệ đang làm gì vậy?
Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu đứng ở bên ngoài lĩnh vực luân hồi chứng kiến hết thảy một màn này. Giây tiếp theo, có hai đạo thần hồn lao ra từ trong làn sương máu. Một cái đen tuyền như mực, hóa thành dáng vẻ của một ông lão già nua. Cái còn lại thì mơ ảo trực tắt, chính là giáo phụ. Biểu cảm thông thiên đế chủ vặn vẹo, Diệp Bắc Minh. Ngươi đúng là thứ đáng chết, bổn đế chủ. Cút mẹ ông đi. Diệp Bắc Minh điên cuồng gào thét, phần thiên chi diễm, đốt cho ta. Phần thiên chi diễm cháy rực bổ nhào về phía thông thiên đế chủ, ngay lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội. A, à, đừng, không, Diệp Bắc Minh, xin cậu hãy tha cho tôi bằng lòng. Âm thanh đột nhiên im bặt. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm 99 vị sư phụ còn lại, các sư phụ, đồ nhi đắc tội rồi. Giết! Phía trên đạo đài luân hồi, rồng ngâm vang vọng. Liễu Như Khanh cùng Đạm Đài Yêu Yêu trợn trừng hai mắt, kinh hãi nhìn một màn này. Bọn họ không nghe thấy âm thanh bên trong đạo đài luân hồi, nhưng sau khi thân thể của giáo phụ bị phá hủy, tại khoảnh khắc hai đạo thần hồn vọt ra khỏi cơ thể, hai người liền hiểu ra tất cả. Diệp Bắc Minh, có chuyện gì từ từ thương lượng? Chúng ta không chiếm giữ cơ thể của sư phụ cậu nữa. Tôi biết một nơi ẩn chứa kho báu, tôi nói cho cậu biết. Đừng mà! Diệp Bắc Minh, tao nguyền rủa mày. Một tiếng sau, toàn bộ cơ thể của các sư phụ đều đã được tiêu hủy. Đám thần hồn chiếm đóng cơ thể họ đều bị phần thiên chi diễm diệt trừ sạch sẽ. Thần hồn của các vị sư phụ như Dược Vương Quỷ Cốc, Độc Cô Vũ Vân, Kiếm Chủ Bất Diệt, Vua Tàn Sát, Đan Đế Bất Hủ, Long Huyết Chiến Thần đều trôi lơ lửng phía trên đạo đài luân hồi. Các sư phụ, bây giờ con sẽ khởi động nghĩa địa hỗn độn, đưa thần hồn của mọi người vào trong đó. Diệp Bắc Minh niệm chú. Nghĩa địa hỗn độn mở ra. Nhưng một cảnh tượng khiến anh như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng xuất hiện. Cho dù anh vận hành nghĩa địa hỗn độn thế nào, thì thần hồn của 100 vị sư phụ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Họ vẫn lơ lửng ở phía trên đạo đài luân hồi như cũ. Thậm chí càng ngày càng mờ ảo, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Chuyện gì thế này, sắc mắt Diệp Bắc Minh đại biến. Giáo phụ mỉm cười hiền hòa, Minh Nhi à, thần hồn của các sư phụ đã không có cách nào tiến vào nghĩa địa hỗn độn được nữa rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh khựng người, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy nghẹn ngào, sư phụ, người lừa con. Người chưa từng lừa gạt con mà, tại sao vậy? Mũi Diệp Bắc Minh chua xót. Nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Giáo phụ lộ ra nụ cười từ ái, Minh Nhi à, đây là lần cuối cùng sư phụ lừa gạt con. Luân hồi, tử vong, chiến đấu, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Đồ nhi, thế giới này nhường lại cho con cứu vớt thôi, các sư phụ đi nghỉ ngơi đây. Đồ nhi, phải chăm chỉ học tập y thuật, chớ quên truyền thừa của quỷ môn. Đồ nhi, kiếm đạo cũng đừng lơ là nhé. Đồ nhi ngoan. Các sư phụ chỉ đồng hành cùng con tới đây thôi. Nói đoạn, thần hồn của 100 vị sư phụ càng lúc càng ảm đạm. Diệp Bắc Minh điên cuồng gào thét, tiểu tháp, mau giúp tôi, mau giúp đi mà, mau chóng đưa thần hồn của các sư phụ vào tháp càn khôn chấn ngục đi. Tiểu tháp, ông không phải không chuyện gì không làm được sao? Mau hành động đi mà. Tháp càn khôn chấn ngục im lặng. Một lúc sau, mới u ám phun ra một câu, nhóc con. Sức mạnh thần hồn của bọn họ đã hoàn toàn biến mất rồi. Họ sắp tiêu tán vào đất trời rồi, cho dù đưa vào bên trong tháp, cũng không có cách nào ngăn cản thần hồn của họ tan biến. Đây chính là ý chí của phép tắc thiên địa, cho dù là bổn tháp cũng không thể đi trái với ý trời. Tôi cứ muốn chống lại ý trời đó. Diệp Bắc Minh phẫn nộ quát lên một tiếng. Đạo đài luân hồi, đảo ngược thời gian cho ta. Theo sau tiếng hét đầy phẫn uất của Diệp Bắc Minh, toàn bộ không gian phía trên đạo đài luân hồi bắt đầu rung chuyển. Một vòng xoáy đen trắng xoay tròn như thái cực đồ xuất hiện. Đạo đài luân hồi, nghịch chuyển thời không, thời gian quay ngược. Đảo ngược thời gian, níu giữ thần hồn của các vị sư phụ lại cho ta. Răng rắc. Trên đạo đài luân hồi bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, gần như muốn phát nổ. Diệp Bắc Minh cũng phun ra một ngụm máu xuống đạo đài luân hồi. Tháp càn khôn chấn ngục kinh hãi, vội khuyên ngăn. Nhóc con, cậu đây là đang đi ngược lại ý trời đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đạo đài luân hồi sẽ sụp đổ, ngay cả cậu cũng sẽ không chịu được mà phải bỏ mạng. Sợ cái gì? Diệp Bắc Minh nhe miệng cười. Máu điên cuồng theo kẽ răng anh trào ra, đạo đài luân hồi, nghịch chuyển thời không. Răng rắc, răng rắc, răng rắc.
bắt đầu từ dưới chân của Diệp Bắc Minh, đạo đài luân hồi hoàn toàn nổ tung, các phứt nét giống như mạng nhện nhanh chóng trải rộng ra mọi phía. Đạo đài luân hồi, đảo ngược thời gian không gian cho ta. Theo mỗi tiếng gầm, máu từ mắt, mũi, miệng và tai của Diệp Bắc Minh lại trào ra dữ dội, trông vô cùng khủng bố. Đảo, ngược, thời, không. Khi câu nói cuối cùng vang lên, một tia sét giáng xuống từ phía trên đạo đài luân hồi, thần hồn của các vị sư phụ vậy mà ngừng lại quá trình tiêu tan, ngưng tụ thành từng tấm bia mộ treo lơ lửng không trung. Chúng giống như ngôi sao băng, xuyên qua đạo đài luân hồi đã nứt vỡ tứ phía, chìm sâu xuống lòng đất. Nhìn từ thế giới bên ngoài vào trong, chỉ thấy xung quanh đạo đài luân hồi vỡ nát đứng lặng hàng trăm bia mộ. Cực kỳ quỷ dị. Trước mắt Diệp Bắc Minh trở nên tối sầm, cả người không còn chút sức lực ngã gục xuống đất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thấy cảnh này cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh, trời ơi! Chuyện mà chủ nhân đầu tiên của mình còn chưa làm được. Vậy mà bị cậu ta xô đổ rồi. Thằng nhóc này đúng là quá nghịch thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.